trương 2940, giết, lang hàn cười nói, ngươi là người từ bên ngoài tiến vào nơi đây lịch lãm rèn luyện a. Miêu anh vệ nghe xong, trên mặt không khỏi biến hóa. Dù hắn vô cùng tự tin, nhưng trên thực tế tu vi chỉ là tầng 6, chiến lược chống đỡ chết chỉ là tầng 7 đỉnh phong, gặp được tiên vương tầng 8, tầng 9 khẳng định chỉ có chơi xong. Nếu vạch trần thân phận của hắn là người lịch lãm rèn luyện, cái kia tất nhiên sẽ lọt vào tiên vương mộ địa quần công vậy hắn ngoại trừ che giấu ở một xó xỉnh nào đó, thì không còn biện pháp nào khác. Nói hưu nói vượn, hắn vẻ mặt uy nghiêm nói, lần nữa ra tay, không để cho Lăng Hàn có cơ hội mở miệng. Lăng Hàn cười ha ha, hắn biết rõ mình đã đoán đúng. Hắn tùy ý đánh trả, nhẹ nhõm hóa giải công kích của Miêu Anh Vệ, hiện tại công kích tầng 7 làm sao lọt vào mắt hắn. Miêu Anh Vệ liên tục ra tay, nhưng càng ngày càng kinh hãi, Lăng Hàn chỉ tiện tay chống đỡ mà thôi, nhưng lại thủ đến bốn bể yên tĩnh, Hóa giải công kích của hắn, lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Cái này để cho hắn không thể không thừa nhận thực lực của đối phương không kém hắn. Loại địa phương như tiên vương mộ điện này, làm sao sẽ xuất hiện yêu nghiệt như thế? Hắn linh quang lóe lên nói, hóa ra người cũng là người từ ngoài đến. Đại thiên thế giới, thiên tài vô số, mới có thể xuất hiện người còn yêu nghiệt hơn hắn. Lang Hàn cười nhạt một tiếng, tay phải đưa ra, nắm về phía Miêu Anh Vệ. Hắn vận chuyển ra quý thủy nộ lôi coi miêu anh vệ trở thành bồi luyện tôi luyện bí pháp hắn vừa mới khống chế miêu anh vệ toàn lực ra tay từng đạo thủy hệ quy tắc bao vây lấy lôi đỉnh kia thật là đáng sợ nếu như hắn có giữ lại như vậy trong nháy mắt sẽ bị oanh giết thành cặn bã không thể không nói tuy chiến lực của miêu anh vệ không tính quá mạnh mẽ nhưng có được đế tinh chi tư vẫn rất bất phàm lăng hàn áp chế lực lượng để mình ở vào trình độ tương đương đối phương đạt tới hiệu quả ma luyện tốt nhất mà không phải dựa vào lực lượng đi nghiền áp đối thủ Kể từ đó, hai người lập tức đánh cho khó phân thắng bại. Lăng Hàn không ngừng hiểu ra, hắn bắt đầu dung hợp thanh một cuồng lôi cùng quý thủy nộ lôi. Ngũ hành uẩn lôi, chính là một mặt mạnh nhất của môn bí pháp này. Mượn tay một đế tinh, Lăng Hàn đang rất nhanh tăng lên cảm ngộ. Miêu Anh vệ lại há nhìn không ra, nhưng công kích của Lăng Hàn như biển động, một lớp đón lấy một lớp, để cho hắn căn bản không có khả năng dừng tay, nếu không sẽ bị lập tức oanh giết. Hắn chỉ cảm thấy cực kỳ uất ức, đường đường đế tinh của thiên hạ đệ nhất phú viện tương lai có tư cách trở thành thiên tôn rõ ràng biến thành đá bồi luyện để cho hắn làm sao có thể không giận nhưng đây không phải hắn tự tìm sao người rốt cuộc là ai miêu anh vệ giận giữ hết thiên hạ đệ nhất phú viện hội tụ yêu nghiệt của vô số vị diện căn bản không dễ suy đoán thân phận của đối phương hiện tại mới nghĩ đến hỏi ta là ai lăng hàn lạnh lùng nói người này rõ ràng có niệm tưởng với nữ hoàng đã để cho hắn phán quyết đối phương tử hình Cùng là người của Thiên Hạ đệ nhất phó viện, không cần hùng hổ dọa người như thế a." À. Miêu Anh vệ nói, có thể nói ra những lời này, kỳ thật hắn đã sợ rồi. "Lăng Hàn làm sao có thể lưu thủ?" Hắn thản nhiên nói. "Ta áp chế lực lượng đến cấp độ giống như ngươi, nếu ngươi có thể trèo chống 100 chiêu, ta tạm tha ngươi một mạng." "Ngươi quá coi thường ta." Miêu Anh vệ giận dữ, hắn thừa nhận mình không bằng Lăng Hàn, nhưng dưới tình huống lực lượng giống nhau, hắn cũng gánh không được 100 chiêu của Lăng Hàn. Nói đùa gì vậy, Lang Hàn cười nhạt một tiếng, một trường đập ra, uy lực lập tức lớn hơn vô số lần. Hắn đã dùng hợp thanh mộc cuồng lôi cùng quý thủy nộ lôi vào nhau, tạo thành thủy mộc chi lôi. Ba loại quy tắc dung hợp, sao có thể không khủng bố. Miêu Anh vệ lập tức bị áp chế, mặc ngươi lại thiên kiêu, nếu như làm sao địch nổi thiên tôn chi pháp. Đừng nói Miêu Anh vệ, ngay cả truyền nhân của thiên tôn cũng chưa hẳn có thể địch nổi. Vì cái gì, thiên tôn pháp không phân cao thấp, nhưng không phải tất cả thiên tôn pháp đều thích hợp tiên vương tu luyện ví dụ như phong tình thiên tôn ngư long thuật ngay cả ngự hư tiên vương là bá chủ tầng 9 dùng đến cũng miễn cưỡng tiên vương cấp thấp muốn vận chuyển thiên tôn pháp tự nhiên càng không có khả năng cho nên cửu hóa thiên kinh thủy mộc chi lôi phóng tới thiên tôn cấp có lẽ không tính đỉnh tiêm nhưng ở trong cấp độ tiên vương lại vô cùng lợi hại miêu anh vệ trật vật không chịu nổi dù lực lượng tương đương nhưng đối mặt uy năng của thiên tôn pháp hắn cũng chỉ có rơi vào hạ phong muốn ở trong trăm chiêu trấn áp ta ngươi thật sự là nằm mơ hắn nói rơi vào hạ phong là một sự việc nhưng hắn có lòng tin chống đỡ trên ba trăm chiêu thậm chí thêm nữa vậy sao lăng hàn cười ha ha lại vận chuyển cửu hóa thiên kinh ra hai môn thiên tôn pháp nếu như lại tính cả bất diệt thiên kinh trên người lăng hàn có suốt ba môn thiên tôn pháp tuy chỉ có bất diệt thiên kinh mới là nguyên vẹn nhưng một người thân kiêm ba môn thiên tôn pháp mấu chốt còn nắm giữ có thể vận chuyển cái này quá kinh khủng Miêu anh vệ lập tức kêu rên, cử hóa thiên kinh ra chỉ công kích, lập tức để cho chiến lực của Lăng Hàn tăng lên 3-4 lần, hắn càng thêm không thể địch nổi. 100 chiêu, khó chống đỡ, nhiều anh vệ đẫm máu, Lăng Hàn vận chuyển hai môn thiên tôn pháp, chiến lực quá kinh khủng, tái chiến như vậy, hắn sẽ chết. Hắn cắn răng, xoay người bỏ chạy, hưu, Lăng Hàn triển khai quy tắc không gian, lập tức ngăn cản hắn. Hừ, người bây giờ đã vận dụng lực lượng siêu việt ta. Miêu Anh vệ trách mắng, nếu không hắn không có khả năng bị đuổi kịp. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, điều kiện tiên quyết là người không thể trốn. Hắn khai ra điều kiện là song phương công bình chiến một trận, nếu Miêu Anh vệ không tuân thủ ước định, hắn tự nhiên sẽ không tăng thêm trói buộc cho mình. Đều là đệ tử võ viện, vì sao phải đau khổ bức bách? Miêu Anh vệ thay đổi phương thức khác, không có tự tôn cầu xin tha thứ như vậy, không biết là mất mặt sao? Lăng Hàn cười lạnh, lại không có nương tay, hai tay như búa, chiêu chiêu đều là trọng kích hai môn thiên tôn pháp đồng thời vận chuyển, uy lực vô cùng lớn. Miêu Anh vệ đau khổ trèo trống, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn, ngay cả chạy trốn cũng không được, rất nhanh liền bị đánh chết. chương 2941, đánh lén thăng cấp. Lăng Hàn không hề thương cảm, một khi chạm đến điểm mấu chốt của hắn, hắn liền chỉ có một chữ. Giết, hắn nhìn về phía nữ hoàng, ánh mắt lập tức nhu hòa. Nữ hoàng đã tế ra tiên kiếm, đối mặt thiên kiếp cũng cực kỳ thong dong hoàn toàn không cần lo lắng. Bốn phía, tất cả mọi người khiếp sợ, hóa ra Lăng Hàn cùng Miêu Anh vệ đều là người từ bên ngoài tiến vào đây lịch lãm rèn luyện. Ánh mắt của bọn hắn lập tức trở nên âm trầm, làm kẻ tù tội, bọn hắn ghét nhất là người tới nơi này lịch lãm rèn luyện, chỉ là thực lực của Lăng Hàn quá mạnh mẽ, bọn hắn căn bản không địch nổi, chỉ có thể ép trong lòng. Bất quá, chỉ cần Lăng Hàn vừa ly khai, bọn hắn sẽ nói ra thân phận của Lăng Hàn, dẫn xuất vô số cường giả, như thế nào cũng phải oanh giết thành cặn bã. Một ngày sau, thiên kiếp đi qua, thân hình nữ hoàng rơi xuống, trên thân thể mềm mại quấn quanh lấy năm đạo dị sắc, tản mát ra khí thức cường đại. Đi, Lăng Hàn căn bản không để những người kia vào mắt, hắn cách tầng 6 càng ngày càng gần, dù thân phận lộ ra ngoài thì như thế nào, hắn căn bản không sợ. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đối với nguyên cổ mộ này càng ngày càng có hứng thú, ở đây cất giấu một môn thiên tôn pháp, hơn nữa còn là bọn hắn hiện tại có thể tu luyện, ý nghĩa phi phàm. Bọn hắn tiếp tục xâm nhập, mà tin tức hai người là người từ bên ngoài đến lịch lãm rèn luyện cũng như lửa rừng lan ra đồng cỏ truyền bá người từ ngoài đến chỉ vài ngày sau lang hàn cùng nữ hoàng liền bị đánh lén đây là ba gã tiên vương tầng bảy ánh mắt âm trầm đằng đằng sát khí bọn hắn ghét nhất chính là người từ bên ngoài đến lịch lãm rèn luyện coi bọn chúng trở thành đá đặt chân tăng lên tu vi lang hàn đứng lại ánh mắt đảo qua không khỏi cười nói chỉ ba người các ngươi hoàn toàn không đủ xem a à, làm càn Ba người này đồng loạt ra tay, chân áp về phía Lăng Hàn. Nữ hoàng xuất kiếm, xoát, hàn quang kinh diễm, hiện tại nàng là tầng 5, cộng thêm tiên khí, chiến lực có thể so sánh tầng 7 đỉnh phong. Một kiếm này vô cùng đáng sợ, tam đại tiên vương tầng 7 đều kinh hãi, vội vàng tản ra, tránh né một kích này, sau đó bọn hắn liền phát động phản kích. Tinh thần trùng kích, ông, ba đạo tinh thần công kích đáng sợ đánh tới, nữ hoàng không khỏi hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ cảnh giới tranh lệch quá xa, như vậy tinh thần trùng kích đủ để đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Lúc trước Miêu Anh Vệ không có thi triển môn bí pháp này, chính là vì hắn mới vừa tiến vào nguyên cổ mộ, thời gian ngắn ngủi, không có bị hắc khí ảnh hưởng, liền không có tu ra bí pháp như vậy. Nhưng ba người này bất đồng, bọn hắn sớm tiến vào nguyên cổ mộ, chẳng những sớm bị hắc khí ảnh hưởng, còn giết rất nhiều tiên vương, cướp đoạt hắc khí trong cơ thể đối phương, khiến cho tinh thần trùng kích của bọn hắn càng lớn. Bất quá tầng năm mà thôi. Tam đại tiên vương cười lạnh, thừa dịp thắng truy kích, muốn một lần hành động đánh tan nữ hoàng. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tham lam, bởi vì trong tay nữ hoàng là có một kiện tiên khí. Nữ hoàng gặp nguy không loạn, một bên tránh gấp, một bên kiếm ra như mưa, nương theo tiên khí trị uy, để cho tam đại tiên vương tầng 7 cũng không dám bước bách, nếu không khoảng cách quá thân cận, liền có khả năng bị tiên khí chảm thương. Mà chỉ cần bọn hắn ở khoảng cách an toàn không ngừng đánh ra tinh thần trùng kích, đồng dạng có thể chấn áp nữ hoàng. Lăng Hàn thở dài nói, ba tiên vương tầng 7 vây công một tầng 5, không biết xấu hổ sao. Lão Lý, người đi giết tiểu tử này, một tiên vương tầng 7 mặc áo bào tím nói, tốt, tiên vương bận trường bào màu đen gật đầu, chuyển hướng giết tới Lăng Hàn, hắn không tin Lăng Hàn cũng có thể yêu nghiệt như vậy, lấy tầng 5 địch nổi tiên vương tầng 7. Tiên vương áo bào tím cùng tiên vương áo bào xanh tiếp tục hợp công nữ hoàng, bọn hắn cho rằng đây mới là nhân vật khó giải quyết, cần hai người hợp lực. Lập tức đầu hàng, Giao ra tiên khí, có thể tha cho ngươi một mạng. Tiên vương áo bảo tím nói Trong ánh mắt chấp động lên vẻ tham lam Hắn đã muốn tiên khí Lại muốn đạt được mỹ nhân tuyệt sắc kia Nữ hoàng không đáp Chỉ huy kiếm mà chém Nàng mới mặc kệ hai con dẹp này Các ngươi, tựa hồ quên ta à Thanh âm của lăng hàn ung dung vang lên Cái gì, tiểu nhân vật này còn chưa chết Tiên vương áo bảo tím cùng tiên vương áo bảo xanh Đồng thời nhìn về phía lăng hàn Nhưng lập tức tê một tiếng Ngay cả công kích cũng ngừng lại tiên vương áo đen đã ngã trên mặt đất, chỗ lưng có một lỗ máu, đang ồ ồ chảy ra máu tươi, mà khí thức sinh mệnh đã hoàn toàn biến mất. Nếu như ở bên ngoài, một tiên vương như vậy chết đi, thiên địa đồng bi, vô cùng rõ ràng. Nhưng ở chỗ này, tiên vương chết thì chết, tựa như A Miu A Cẩu. A H H, cái này cũng quá nhanh đi, một tiên vương tầng 7 không địch lại tầng 5, đây đã là sự tình không thể tưởng tượng, mà chết nhanh như vậy quả thực không có cách nào tưởng tượng. Đây chính là tiên vương tầng 7A, nếu một lòng muốn chạy, dù tiên vương tầng 9 đột phá không lâu cũng không có cách nào ngăn cản. Tiểu tử này vận dụng đại sát khí dị ư, bất quá bọn hắn thực không cách nào tiếp nhận. Đến, cái nào làm đối thủ của ta, một versus một, ít nhất tương đối công bình một chút. Lăng Hàn mỉm cười nói, tiên vương áo bảo tím đứng ra, một đạo tinh thần trùng kích đánh qua, sau đó mới nói. Ta tới, ông, tinh thần trùng kích đánh tới, Lăng Hàn không thể tránh né mà nhíu mày, chỉ cảm thấy đại não đau xót như bị kim đâm. Không biết đã ăn bao nhiêu lần, nhưng không có cách nào, loại công kích này bỏ qua khoảng cách, khó lòng phòng bị. Nhưng gần kề chỉ như thế, hắn đã tu bổ thần hồn, đau nhức một cái liền không có việc gì rồi, thức hải minh mông cuồn cuộn, mượt mà không sứt mẻ. Tới mà không về là phi lễ, người cũng ăn ta một quyền. Thân hình lăng hàn giết ra, một quyền đánh thẳng tiên vương áo bào tím. Tiên vương áo bào tím hừ một tiếng, cũng một quyền oanh ra, nghênh đón về phía lăng hàn. Chỉ cần Lăng Hàn không dùng ra đại sát khí, hắn liền không sợ, ở hắn nghĩ đến, Lăng Hàn nhất định là vận dụng bí bảo tầng 9 nào đó, lúc này mới giết chết tiên vương áo đen, bằng không mà nói tiên vương tầng 5 nào có mạnh như vậy. Bành, chương 2942, nơi hỏa diễm truyền thừa một Nắm đấm của hai người đụng vào nhau, lập tức tạo thành một làn sóng xung kích, chấn động về phía bốn phương tám hướng. Động tác của bọn hắn đều ngừng lại, sau đó liền chứng kiến nắm đấm của tiên vương áo bảo tím lập tức nghiền nát, lực trùng kích dâng lên, cánh tay cũng đi theo nổ tung, bạch cốt cùng huyết nhục phi bắn. Ba 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 ba, mãi đến chọn cả cánh tay nổ nát bấy, cỗ lực lượng này mới rốt cuộc dừng lại, chỉ thấy cánh tay phải của tiên vương áo bảo tím không còn, máu tươi ồ ồ phun trào. Bên kia, tiên vương áo bảo xanh đã bị dọa ngốc, dựa vào, một quyền liền đánh nổ cánh tay của tiên vương tầng 7, cái này là lực phá hoại khủng bố bực nào. Ngươi, ngươi, ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? tiên vương áo bảo tím cuối cùng biết rõ vì sao tiên vương áo đen nhanh như vậy đã bị lăng hàn giết chết không phải người này có đại sát khí gì mà là bản thân hắn chính là đại sát khí kiếp sau hảo hảo tu luyện ngươi sẽ biết lăng hàn giết ra lại một quyền quất tới khoảng cách quá thân cận căn bản không có cách nào tránh né tiên vương áo bảo tím chỉ có thể kiên trì đi đón quyền trái chém ra đón đánh lăng hàn Bành, không hề lo lắng cánh tay này của hắn cũng bị đánh bạo biến thành người không tay đây đối với tiên vương mà nói chỉ là chút lòng thành trong cơ thể sinh cơ giạt rào tùy tùy tiện tiện có thể một lần nữa sinh ra nhưng vấn đề là hiện tại tiên vương áo bảo tím căn bản không có thời gian đi thúc đẩy cánh tay sinh trường quyền thứ ba của lăng hàn lại đánh qua tiên vương áo bảo tím vùng chân trái đón đánh ba chân trái cũng bị đánh bạo biến thành người một chân hắn không dám tiếp nữa còn sót lại đùi phải bắn ra muốn bỏ trốn mất dạng trời ạ à, tiên vương tầng năm này thật là đáng sợ căn bản không phải hắn có thể giết được. Lăng Hàn lắc đầu, hiện tại còn muốn chạy, đi được sao? Nếu như Tiên Vương áo bảo tím vừa gặp phải hắn liền xoay người chạy trốn, cái kia cho dù Lăng Hàn nắm giữ quy tắc không gian cũng rất khó chặn đường, nhưng bây giờ hai người khoảng cách gần như vậy, nếu như còn để cho Tiên Vương áo bảo tím chạy, vậy thì thật là nói dẫn rồi. Lăng Hàn lập tức đuổi theo, một quyền đảo qua. Phốc, Tiên Vương áo bảo tím cuồng phun máu tươi, dưới chân hắn lảo đảo, chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy ngực nhiều hơn một lỗ máu, trái tim đã bị đánh nổ. Hắn cúi đầu nhìn ngực, lại ngẩng đầu nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đường đường cường giả tầng 7, rõ ràng liền chết như vậy. Ý nghĩ này vừa mới chuyển qua, hắn liền ầm ầm ngã xuống đất, dương lên cho bụi. Tiên vương áo bào xanh lạnh dung, đây chính là hai tiên vương tầng 7A, vô luận ở tiên vương mộ địa hay ở viêm xương vị diện, cái kia đều là tồn tại uy danh hiển hách nhưng ở trước mặt Lăng Hàn lại không chịu nổi một kích, dễ như trở bàn tay liền bị oanh giết toàn bộ. Hắn vội vàng vùng thoát nữ hoàng, muốn chạy trốn. Hừ, nữ hoàng dương động thời gian lưu, tốc độ của tiên vương áo bảo xanh lập tức giảm mạnh. Thời gian thể, tiên vương áo bảo xanh kinh hãi, toàn thân chấn động, hắn toàn lực phát huy, quy tắc tầng 7 dương động, tốc độ lập tức khôi phục bình thường. Đại đạo gia trì, vạn pháp bất xâm, nhưng nữ hoàng mượn chút thời gian này đã truy đến, một kiếm gọt qua, như cửu thiên kinh hồng tránh ra cho bổn tỏa tiên vương áo bảo xanh vội vàng đánh ra một tinh thần trùng kích để cho động tác của nữ hoàng trì trệ hắn thì nhân cơ hội giết ra ngoài trong lòng của hắn âm thầm thề sẽ không bao giờ muốn chứng kiến đôi nam nữ này quá biến thái rồi hưu hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt trước mặt đã thêm một người lang hàn ahh cái tốc độ này làm sao nhanh như vậy quy tắc không gian nhất định là quy tắc không gian nếu không làm sao có thể tốc độ kinh người như thế trong lòng của hắn hoảng hốt vô luận là truy kích hay chạy trốn sợ nhất là gặp được người am hiểu quy tắc không gian còn không có đánh xong chạy cái gì lăng hàn thản nhiên nói lại không ra tay nữ hoàng đuổi theo một kiếm gọt qua tiên vương áo bảo xanh không thể không đón đánh nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ hắn đánh lăng hàn liền ở một bên xem cuộc chiến nếu hắn muốn chạy trốn lăng hàn sẽ ngăn cản căn bản trốn không thoát tiên vương áo bảo xanh cũng biết không có khả năng đào thoát được trong nội tâm hung ác hắn phải chiến thắng nữ hoàng hơn nữa bắt được đối phương để uy hiếp lăng hàn nếu không hắn hôm nay khẳng định phải chết ở đây quyết định như vậy hắn liền bỏ đi ý nghĩ chạy trốn cùng nữ hoàng tử chiến tuy hắn xem như tiên vương hàng nhập lậu nhưng có thể trở thành tiên vương cũng đã chứng minh vấn đề hắn từng quyền bạo oanh chiến lược cực kỳ cuồng bạo nếu không phải nữ hoàng tay cầm tiên khí kỳ thật không phải là đối thủ của hắn dù sao coi như là đế tinh cũng rất khó vượt qua hai cảnh giới có tiên khí trợ giúp lại bất đồng, nữ hoàng dần dần chiếm thượng phong, một mực áp chế tiên vương áo bảo xanh, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Sau 3.000 chiêu, nữ hoàng một kiếm chém qua, phốc, đầu người của tiên vương áo bảo xanh bay lên. Lăng Hàn nhìn phương xa nói, xem ra, đường kế tiếp không dễ đi rồi, đây vẫn chỉ là tiên vương tầng 7, nếu tiên vương tầng 8 xuất hiện, phổ thông Lăng Hàn có thể một tay chân áp, nhưng nếu là đế giả liền khó đối phó rồi, đế tinh khẳng định mạnh hơn Lăng Hàn ít nhất còn có ba địa phương truyền thừa. Nữ hoàng nói, Lăng Hàn gật đầu, đã học được hai loại lôi thuật, hắn càng thêm muốn đạt được ba loại lôi thuật còn lại, dung hợp ngũ hành chi lôi, đây mới thực sự là thiên tôn pháp. Bọn hắn dũng cảm tiến tới, trong lúc này lại tao ngộ mấy lần tiên vương tầng 7 đánh lén. Hiện tại chỉ có tiên vương tầng 7 xuất hiện, đại khái là cảm thấy đủ để chấn áp hai người Lăng Hàn, nhưng ba phen mấy bận toàn quân bị diệt, rốt cục để cho người của tiên vương mộ địa biết rõ, tiên vương tầng 7 là giết không được hai người lăng hàn. Vì vậy, tiên vương tầng 8 xuất động, lúc này, hai người lăng hàn tới trước một ngọn núi lớn, ngọn núi này toàn thân đỏ thấm, nhưng không phải là màu sắc của nham thạch hoặc thảm thực vật, mà là miệng núi lửa một mực phun trào, chảy xuôi lấy nham tương, nhuộm hồng cả ngọn núi. Trong nham thạch có tia chất màu đỏ đang nhảy nhót, hóa thành hình thái các loại động vật. Không có ai bị đại sơn ngăn cản, bởi vì nơi này có thể quấn qua chương 2943, nơi hỏa diễm truyền thừa hai Lăng Hàn cùng nữ hoàng lại không có ý định quấn qua, bọn hắn đã lấy được hai môn lôi thuật, chiếu phía trước suy tính, ở đây rất có khả năng cất giấu loại hỏa lôi chi thuật thứ ba Đi xem, bọn hắn lên núi, nhưng vẫn chưa đi tới gần nham tương, đã cảm ứng được sóng nhiệt cuồn cuộn ngăn cản, để cho quần áo của bọn hắn hóa tiêu. Hai người không muốn trơn bóng đi ở nơi đây, nhau nhao dương động nguyên lực, trước người kết xuất một quang thuẫn, có quy tắc lưu chuyển, chống cự nhiệt độ cao nhưng đây chỉ là một bắt đầu càng tiếp cận nham tương nhiệt độ càng cao đến kinh người để cho bọn hắn không thể không lăng không đạp đi vòng quanh đại sơn một vòng nhưng bọn hắn lại không hề có thu hoạch chẳng lẽ ở đây không có ẩn chứa thiên tôn pháp sao bọn hắn không khỏi hoài nghi trừ khi hai người liếc mắt nhìn nhau truyền thừa ở trong nham tương ta đi xem lăng hàn nói với nữ hoàng khí lực của hắn kinh người lực phòng ngự vượt xa nữ hoàng nữ hoàng gật đầu ở một bên khoanh chân mà ngồi. Lăng Hàn vốn muốn nữ hoàng tiến vào tiên khách cư, thấy thế liền bỏ đi ý nghĩ này, lấy thực lực của nữ hoàng cộng thêm tiên khí, gặp được tiên vương tầng 8 cũng không phải là không có năng lực thoát thân. Thân hình hắn rơi xuống, đi đến trong nham tương, lập tức, nhiệt độ khủng bố gấp trăm lần công kích, hộ thể thuẫn của hắn lập tức tan vỡ, suy, quần áo nổi lửa, cũng lập tức cháy sạch. Bên ngoài thân hắn có vô số phù văn nhảy lên, tán lấy kim quang. Đây là hắn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh lấy tu vi của hắn hiện tại, ở dưới trạng thái này ngay cả tầng 9 cũng cần oanh kích nhiều lần mới có thể gây tổn thương đến hắn, hơn nữa theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, có thể vận chuyển bất diệt thiên kinh thời gian cũng càng ngày càng dài. Hắn ở trong biển lửa rong chơi, hai mắt sáng quắc phát quang, biển lửa này cũng không có cách nào áp chế. Lang Hàn đi từng bước, ở trong nham thạch lưu động lấy hỏa hệ quy tắc cường đại, ảnh hưởng tới ánh mắt, không có cách nào nhìn xa, bởi vậy hắn chỉ có thể đi đến đâu chứng kiến tới đó, tốc độ không nhanh sau nửa canh giờ hắn phi thân lên một là hắn không có khả năng hao tổn đến tình trạng bất diệt thiên kinh hoàn toàn không có cách nào vận chuyển thứ hai hắn cũng muốn ra nhìn tình huống của nữ hoàng một chút dù sao hiện tại bọn hắn là chuột chạy qua đường nữ hoàng còn an tọa lăng hàn đảo qua sau đó cũng rơi vào bên cạnh nữ hoàng khôi phục nguyên lực một ngày sau lăng hàn mới đi vào nham tương tiếp hắn đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất mỗi ngày chỉ có thể thăm dò khu vực có hạt nhưng trước khi quan sát toàn bộ khu vực là hắn không thể nào ly khai. Ba ngày, năm ngày, mười ngày, nhoáng một cái đã ba tháng đi qua. Ngày hôm nay, Lăng Hàn tiến vào nham tương, rất nhanh liền lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hắn thấy được mặt đất có chút bất đồng, xuất hiện từng đạo mạch lạc rõ ràng, giống như kinh mạch trong cơ thể con người. Thoạt nhìn như tự nhiên, chỉ là sơn thể kỳ quái một chút mà thôi, nhưng Lăng Hàn lại không cho là như vậy, hắn thấy trong những mạch lạc này ẩn chứa đồ vật. Đúng vậy, cái này là địa phương truyền thừa, Lăng Hàn thầm nói, Hắn có chút mê mẩn nghiên cứu, nếu không có tìm ra mắt trận, như vậy hỏa diễm vô tận cùng nộ lôi nhập vào cơ thể, ngay cả khí lực của hắn cũng không có cách nào thừa nhận. Mà ở bên ngoài, ông, một đạo khí thế đáng sợ hàng lâm, một tiên vương đạp thiên đi tới, trên người của hắn bất ngờ quấn quanh lấy tám đạo dị sắc. Nữ hoàng lập tức bừng tỉnh, nàng mở ra đôi mắt đẹp, nhìn về tên tiên vương kia. "Ngươi là người từ bên ngoài đến lịch lãm rèn luyện, tiên vương tầng 8 này nói, ánh mắt đảo qua nữ hoàng lấy tu vi tâm tính của hắn vẫn nhịn không được tâm dao động, nhưng lập tức đè xuống. Nữ hoàng không đáp, cho tới bây giờ chỉ có nàng hỏi người khác, nào có đạo lý trái lại. Nàng trực tiếp xuất kiếm, chỉ về phía tiên vương tầng 8. Tiên vương tầng 5 nho nhỏ, còn không mau mau quăng kiếm đầu hàng. Tiên vương tầng 8 kia đứng chắp tay, lộ ra uy phong bá đạo. Hắn đương nhiên có tư cách như vậy, tiên vương tầng 8A, cách chiến lược đỉnh phong ở tiên vương mộ địa chỉ kém một cảnh giới, đương nhiên là có tư cách kêu gào, có năng lực bá đạo. Nữ hoàng chẳng muốn trả lời, tiên khí nơi tay, nàng muốn chiến một trận. Bổn tọa trương thiên ngôn, tiên vương tầng 8 kia nói, nhìn ngươi thiên tư rất tốt, bổn tọa cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi bái môn hạ của bổn tọa, bổn tọa có thể tha cho ngươi một mạng, còn có thể truyền thụ ngươi vô thượng thần thông. Hắn tham lam nữ hoàng tuyệt lệ, thu đồ đệ là giả, kim ốc tàng kiều là thực. Nữ hoàng nũng nịu một tiếng, chủ động ra tay, không biết tự lượng sức mình. Trương Thiên Ngôn cười lạnh, một trưởng nhấn ra, ông, áp lực đáng sợ đè xuống, quy tắc hóa thành thực chất, chân áp về phía nữ hoàng. Bành, nữ hoàng lập tức bị đánh bay ra ngoài, tuy nàng rất cường đại, nhưng không cách nào so sánh với Lăng Hàn, sao có thể lấy tầng 5 địch nổi tầng 8. Khá tốt, tiên khí chém ra quy tắc, nàng không có bị thương quá nặng. Tiểu tử kia đâu, Trương Thiên Ngôn đưa mắt nhìn quanh, hắn sợ Lăng Hàn chứng kiến mình ra tay, trực tiếp chuồn đi, cái kia thật đúng là có khả năng để cho đối phương đào thoát. Nữ hoàng không đáp, tay trái chảo một cái, hơi nước, tia chớp vô tận cuồn cuộn mà đến, mà trên mặt đất thì toát ra cỏ xanh, liều mạng sinh trưởng. Ồ, Trương Thiên Ngôn có chút kinh ngạc, thủy, mộc, lôi, ba loại quy tắc đang bị cấp tốc rút ra, hòa tan vào tay nữ hoàng. Theo lý mà nói, tiên vương tầng 5 tuyệt đối không có khả năng ngưng tụ nhiều quy tắc như vậy, cái này đã đạt đến tầng 7 rồi. Có y tứ, ánh mắt của hắn có chút sáng ngời, nữ hoa tử này lại nắm giữ một môn bí pháp, tựa hồ còn cực kỳ bất phàm trong lòng của hắn đại động đã có thể thu hoạch một mỹ nữ lại có thể đạt được một môn bí pháp lần này ra tay thật sự là thắng lợi trở về so sánh với cái này dù tính toán không có bắt nam tử kia cũng không có gì dù sao còn có tiên vương khác ra tay nhìn xem môn bí pháp này đến tột cùng bất phàm đến cỡ nào hắn thầm nói tưởng tượng như vậy nữ hoàng đã hoàn toàn ngưng tụ ba loại quy tắc quý thủy nộ lôi cùng thanh mộc cuồng lôi dung hợp hóa thành thủy mộc chi lôi một tia chớp màu xanh đen xuất hiện, giữ ở trong tay nữ hoàng. chương 2944, tiên vương tầng 8 ra tay. Thực sự rất bất phàm, thậm chí có thể xé mở phòng ngự của bổn tỏa. Trương Thiên Ngôn thì thảo nói, con mắt càng thêm sáng ngời, hắn tiến vào nơi này là vì đạt được 6 bộ còn lại của cửu hóa thiên kinh, nhưng bây giờ phát hiện, bí pháp trên người nữ hoàng không kém chút nào. Kiếm lợi lớn, tư, nữ hoàng ra tay, ném điện mâu, tật bắn về phía Trương Thiên Ngôn. Trương Thiên Ngôn tự phụ cường đại, tự nhiên khinh thường trốn tránh, vươn tay chụp tới điện mâu, đại đạo quấn quanh trên tay hắn, như vạn pháp không dính. Ba, hắn hiển nhiên đánh giá cao thực lực của mình, cũng đánh giá thấp uy lực của Thiên Tôn pháp, tuy điện mâu bị hắn bắt được, nhưng điện mang tàn sát bừa bãi, vẫn để cho tay phải của hắn nổ tung, máu tươi chảy ra. Cái này chỉ có thể nói là vết thương nhỏ, nhưng Tiên Vương tầng 5 ra tay rõ ràng có thể làm cho Tiên Vương tầng 8 đổ máu, bản thân cái này chính là một sự tình vô cùng hiếm có. Trương Thiên Môn lại không giận còn vui, uy lực của điện mâu quá lớn, cũng làm cho hắn kinh hỉ, nếu hắn đoạt được môn bí pháp này, vậy hắn không phải có thể uy hiếp tiên vương tầng 9 sao? Hắn cười ha ha, thân hình chấp động, lấn về phía nữ hoàng. Nếu như đã được chứng kiến uy lực của môn bí pháp này, hắn cũng mất đi kiên nhẫn, hiện tại hắn muốn bắt nữ hoàng, người, pháp Tịnh Thu. Nữ hoàng kiêu ngạo là thật, nhưng lại không ngốc, nếu tiên vương tầng 8 phát uy, nàng làm sao có thể liều mạng, vội vàng triển khai thân hình trốn tránh muốn ở trong tay bổn tỏa chạy trốn, người thật sự là suy nghĩ nhiều. Trương Thiên Ngôn cười to, cự thủ rơi xuống, ở trong phạm vi 10 dặm đều bị hắn khống chế, dù quy tắc cũng phải cúi đầu trước hắn. Tiên vương tầng 8 chính là bá đạo như vậy, nữ hoàng lạnh lùng, tiên khí trong tay chảm động, ngạnh xanh gọt ra một con đường. Ân, tiên khí, Trương Thiên Ngôn sướng sờ, sau đó cười to, hắn thật sự là quá vui rồi, lần này ra tay không phải nhất cử lưỡng tiện, mà là tam tiện rõ ràng còn có khả năng thu hoạch một tiên khí đây là lão thiên gia muốn ban cho hắn cơ duyên vô thượng sao trốn chỗ nào hắn lần nữa ra tay rút ra thiên địa quy tắc hóa thành một cây cột muốn vây khốn nữ hoàng nữ hoàng huy động tiên khí mở đường tay trái thì không ngừng đánh ra thủy mộc chi lôi oanh kích trương thiên ngôn ngạnh xanh bước ra đối phương người tới ta đi trương thiên ngôn kinh ngạc phát hiện hắn rõ ràng không làm gì được nữ hoàng cũng không phải nữ hoàng mạnh đến nổi nghịch thiên mà là tiên khí trong tay đối phương không có gì không chảm, ngay cả quy tắc của hắn hóa thành lồng giam cũng có thể đơn giản chém ra, mà càng mấu chốt chính là, hắn ra tay cũng có điều cố kỵ, không muốn làm bị thương nữ hoàng, muốn cầm xuống một mỹ nữ nguyên vẹn không sứt mẻ, này mới khiến nữ hoàng có thể thong dong né tránh. Ba phen mấy bận, Trương Thiên ngôn dần mất kiên nhẫn. Theo hắn, nữ hoàng đã không phải một người, mà là một bảo khố, hắn nhất định phải được, hơn nữa không thể chia sẻ cho bất luận kẻ nào. Bị thương liền bị thương a dù sao tiên vương chỉ cần bản nguyên không thương bất luận thương thế gì cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ hắn tưởng tượng như vậy ra tay tầm đó liền hung ác hơn vô số lần để cho nữ hoàng giật gấu vá vai hết cách rồi cảnh giới tranh lệch quá xa nữ hoàng có thể chống đỡ đến bây giờ đã cực kỳ giỏi rồi không nên lại chịu đau khổ nhanh chóng đầu hàng trương thiên môn lạnh lùng nói tiên vương như hắn chỉ cần tâm niệm kiên định đó là tuyệt không có khả năng dao động bất luận nữ hoàng điềm đạm đáng yêu như thế nào cũng không thể để cho lòng hắn nhuyễn. Nữ hoàng vẫn không đáp, loại con dẹp này nào có tư cách để cho nàng mở miệng. Gian ngoan mất linh, trương thiên ngôn hừ một tiếng, song trưởng như búa, lăng không chém về phía nữ hoàng. Dù hắn cố kỵ tiên khí chi uy, không dám tới gần quá mức, nhưng tu vi tầng 8 thúc dục công kích, mỗi một trưởng bổ tới đều nặng như núi, xinh xinh nghiền nát quy tắc, cũng làm cho nữ hoàng muốn rút ra quy tắc trở nên vô cùng khó khăn cái này là tiên vương cao giai cường đại lấy cảnh giới cao trực tiếp giảm bớt quy tắc tiên vương cảnh giới thấp không có cách nào thuyên chuyển quy tắc trực tiếp chảm gọt tu vi nữ hoàng chỉ có thể lấy tiên khí gọt chảm cái này không bị trương thiên ngôn ảnh hưởng có thể chém hết thảy đàng hoàng tử tế cho bổn tọa ngồi trương thiên ngôn cười ha ha hắn đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong một trưởng đè xuống muốn tan giã toàn bộ chiến lực của nữ hoàng mà khi trưởng của hắn rơi xuống lại phát hiện tốc độ của mình rõ ràng trở nên cực kỳ chậm Ô, thời gian quy tắc, hắn kinh ngạc, ở dưới đại năng lực của hắn, nữ hoàng hẳn là rút không đến bất luận quy tắc gì, thời gian quy tắc này từ đâu chạy tới. Hơn nữa, không đến tầng 9 có thể vận dụng thời gian quy tắc, vận khí của mỹ nữ này nghịch thiên cỡ nào. Hưu, nữ hoàng thừa cơ chảm phá phong tỏa, lần nữa chạy ra tìm đường sống. Đây là nàng phát động ra thái trụ cực thể, thể chất bản thân tự nhiên không có khả năng bị trương thiên ngôn phong tỏa, nếu không liền đại biểu nàng đã rơi vào tay đối phương rồi. Bồn tòa cũng không tin, chẳng lẽ bắt không được một tầng năm nho nhỏ. Trương Thiên Ngôn cũng thật sự nổi giận, đường đường tiên vương tầng 8 ra tay, rõ ràng lâu như vậy còn không có bắt được người. a à, vậy sao, thanh âm lạnh lùng của Lăng Hàn vang lên, Lăng Hàn ở trong nham thạch nghiên cứu mạch văn một lúc, phát hiện bất diệt thiên kinh sắp duy trì không được, hắn liền phi thân mà ra, liền chứng kiến Trương Thiên Ngôn đuổi giết nữ hoàng. Cái này tự nhiên để cho hắn giận không kiềm được, lập tức lóe lên, truy kích về phía Trương Thiên Ngôn. Ân, Trương Thiên Ngôn nao nao, không nghĩ tới tiểu tử kia rõ ràng giấu ở trong nham tương. Nham thạch dày đặc nóng chảy này rất đáng sợ, có quy tắc hỏa, lôi chảy xuôi, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng sẽ không muốn vào, cái kia lại không có chỗ tốt gì, chỉ không công tiêu hao lực lượng bản thân mà thôi. Ngươi một tầng năm nho nhỏ chạy vào làm chi, đánh bạo ngươi, lang hàn không nói hai lời, trực tiếp giết tới, hai tay ngưng tụ thành quyền, quy tắc quấn quanh, toàn lực bộc phát, đã có quy tắc quấn quanh ở trên hai đấm, lại phát động thể thuật, còn có hai môn thiên tôn thuật gia chỉ chiến lực. chương 2945, kịch chiến, cái này tự nhiên để cho công kích của hắn trở nên vô cùng cuồng bạo, một quyền oanh ra, cả người phảng phất như một chân long hình người, tản ra khí thức vô cùng khủng bố. Trương thiên ngôn vốn không có để lăng hàn vào mắt, tiên vương tầng 5 nho nhỏ, lại không có tiên khí nơi tay, hắn cần phải sợ sao. Nhưng lăng hàn vừa ra tay, hắn liền chấn kinh rồi, cái này có thể so sánh tầng 8 sơ kỳ, không, trung kỳ rồi đúng là điên rồi, tiên vương tầng 5 không dựa vào ngoại lực, rõ ràng có thể phát huy ra chiến lược tầng 8 trung kỳ, đây là muốn nghịch thiên sao. Chiếu nói như vậy, chỉ cần tiểu tử này đạt tới tầng 6, không phải có thể đứng ở tiên đạo đỉnh phong, cùng tiên vương tầng 9 địa vị ngang nhau. Đôi nam nữ này đều quá bất phàm rồi, chẳng trách dám vào đây lịch lãm rèn luyện, chỉ sợ sau lưng có thiên tôn A. Bất quá, nơi này chính là tiên vương mộ địa, thiên tôn tuyệt sẽ không đặt chân, đây là tất cả thiên tôn đạt thành chung nhận thức, dù hắn giết lăng hàn cũng không sợ, tuyệt sẽ không có thiên tôn tiến vào đây đuổi giết hắn. Tưởng bồn tọa sợ ngươi, trương thiên ngôn cười lạnh, hắn là tầng 8 hậu kỳ, tuy chỉ hơn lăng hàn một chút, nhưng đã đầy đủ rồi. Hắn cũng giết về phía lăng hàn, hai tay phách chảm, như viễn cổ chân long. Lăng hàn cười ha ha, hai đấm oanh kích, bang, 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 hai cường giả đối oanh, mỗi một quyền đối bính, kinh lực chấn động, làm như muốn chấn sụp thiên không. Một hơi đối oanh hơn 10 chiêu, Trương Thiên Ngôn không khỏi run sợ. Quả nhiên, ở trên lực lượng hắn xác thực chiếm thượng phong, nhưng khí lực của Lăng Hàn quá kinh khủng, tuy mỗi lần đều bị hắn đẩy lui, nhưng khí huyết trong cơ thể lưu thông lại như long như hổ, căn bản bất loạn. Đổi thành người khác, dù thật sự là một tiên vương tầng 8 trung kỳ, ở dưới đối oanh như vậy khẳng định cũng sẽ khí huyết sôi trào, chiến lực lỗ lã, thậm chí trực tiếp chấn trở mình cũng không phải không có khả năng. Như Lăng Hàn, tuy rõ ràng rơi vào hạ phong, nhưng chiến lực không tổn hại, cái này thật bất khả tư nghị tại sao có thể có người như vậy lang hàn tức sùi bọt mép hai đấm vùng đánh như mưa số lão đầu cũng dám tổn thương thê tử ta ta muốn đánh người thành cạn bá trương thiên ngôn phiền muộn hắn cũng không có muốn làm nữ hoàng bị thương a à, chỉ là muốn bắt đối phương mà thôi hơn nữa một tiên vương tầng năm lại còn nói muốn đánh bạo mình cái này để cho hắn làm sao chịu nổi tiểu tử người thật ngông cuồng hắn trước tiên biến chiêu tay phải chấn động đã nhiều hơn một tiểu tháp kim sắc, vừa xuất hiện liền quay tròn, treo ở trên đỉnh đầu của hắn. Kim tháp rủ xuống bảo khí, mắt thường có thể thấy được, mỗi một đám đều vô cùng nặng, chấn áp quy tắc xuống dưới. Đây cũng không phải tiên khí, nhưng tài liệu phi phàm lại được hắn lấy tu vi tầng 8 ngày đêm rèn luyện, uy lực thật đúng là không như bình thường, có thể nói chẳng những không kém gì hắn, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Chết, đối với Lăng Hàn, Trương Thiên Ngôn không có mảy may cố kỵ, vốn chính là mục tiêu hắn chặn giết, một quyền oanh ra, lực lượng bản thân lại dung hợp kim tháp, uy lực tăng vọt. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, vẫn là một quyền ninh tiếp. Bành, lần này Lăng Hàn liền xa xa không phải đối thủ rồi, bị một quyền đánh bay ra ngoài, cốt cách toàn thân phát ra âm thanh rắc rắc, nếu không phải khí lực của hắn cường hoành, chỉ sợ dưới một kích này đã gãy rất nhiều xương. Không chịu nổi một kích, Trương Thiên ngôn cười lạnh, hắn căn bản không thèm để ý mình đã tế ra bảo khí, mà Lăng Hàn lại còn đang tay không tất sắt chiến đấu. Thua thì thua, thắng chính là thắng, mặt khác đều là lấy cớ. Hắn thét dài một tiếng, thừa dịp thắng truy kích, lang hàn lau miệng, hắn biết rõ cảnh giới kém quá lớn, dưới tình huống tay không tất sắt, cũng chỉ có thể địch nổi tiên vương tầng 8 tay không tất sắt, một khi đối phương tế ra bảo khí, vậy hắn liền chịu thiệt rồi. Số lão đầu, người đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn tế ra tiên ma kiếm, hàn quang chấp động, phảng phất như một tiên vương tầng 9 hiện thân, tản mát ra xu thế lăng lệ ác liệt. Cắn nuốt đủ nhiều tiên kim, dù Tiên Ma kiếm không đạt Thiên Tôn cấp, nhưng lại xa xa áp đảo trên Tiên Kim, ít nhất ở uy thế đã có thể so sánh với Tiên Vương tầng 9 rồi. Ân, Trương Thiên ngôn cả kinh, lại là một tiên khí, dựa vào, quá xa xỉ, hắn là Tiên Vương tầng 8, đến nay cũng chỉ thấy qua tiên khí mà thôi, nhưng đôi nam nữ này chỉ là tầng 5, lại mỗi người có tiên khí, vừa so sánh, hắn là Tiên Vương tầng 8 liền quá keo kiệt rồi. Người bên ngoài tiến vào, quả nhiên không giống a, sau lưng có Thiên Tôn tiên khí cũng tùy tiện lấy ra. Giết ngươi, Lăng Hàn vùng kiếm mà động, điên cuồng chém về phía Trương Thiên Ngôn. Bằng ngươi cũng xứng, Trương Thiên Ngôn thiếu chút nữa tức chết, phải biết rằng hắn mới là tới chân giết hai người từ bên ngoài đến lịch lãm rèn luyện A. Hắn dẫn động kim tháp, một quyền oanh ra, kinh khí hóa thành một chiến lang kim sắc, đánh tới Lăng Hàn. Hắn kiêng kỵ tiên khí chịu uy, không dám cận thân chiến đấu. Phốc, Lăng Hàn một kiếm xẹt qua, chiến lang bị chém thành hai đoạn, ở dưới lực phá hoại khủng bố của tiên ma kiếm, chiến lang căn bản không có khả năng dung hợp lần nữa, trực tiếp chôn vùi. Trương Thiên Ngôn kinh hãi, lúc trước hắn cũng không phải không cùng tiên khí giao thủ, ở trong tay nữ hoàng, uy lực của tiên khí cực kỳ lớn, nhưng nào có uy năng như vậy. Lăng Hàn cường thế công tới, tay trái chấn động, phát động thủy mục chi lôi, hóa thành một cây điện mâu, nện về phía Trương Thiên Ngôn. Hắn đã sớm vận chuyển cửu hóa thiên kinh, tuy không đạt được hiệu quả tăng thêm lớn nhất, nhưng ba bộ hợp nhất, uy lực này đã tương đối bất phàm rồi, điện mâu kích bắn, tiên kiếm vung vẩy, hắn hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Trương Thiên Ngôn bất đắc dĩ, hắn có thực lực kinh thiên động địa, nhưng cũng không dám cứng đối cứng với Lăng Hàn, dù hắn là tiên vương tầng 8, đối chiến tiên khí cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Đường đường tiên vương tầng 8 rõ ràng bị tiên vương tầng 5 áp chế, cái này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, lại thật sự trình diễn. Đáng chết, đáng chết, Trương Thiên Ngôn chửi bới nói, đây là trước lúc hắn ra tay hoàn toàn không ngờ, thực lực của đôi nam nữ này đều quá mạnh mẽ, nhất là Lăng Hàn, mạnh đến nổi không giảng đạo lý. Lại dùng bảo khí hình tháp, càng không thể tha cho ngươi. Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua kim tháp trên đỉnh đầu của Trương Thiên Ngôn, sát ý rực cháy. Trương 2946, càng thương càng cường. Tuy hắc tháp đã bị thiên sinh đoạt đi, nhưng Lăng Hàn vẫn chịu ảnh hưởng rất lớn, vô cùng chán ghét bảo khí hình tháp. Trương Thiên Ngôn có loại cảm giác không biết nói gì, dựa vào, ta đúc bảo khí thành hình tháp ngươi cũng khó chịu đánh bạo ngươi lang hàn tay phải cầm kiếm nhưng tay trái lại thiên biến vạn hóa khi thì trường khi thì quyền khi thì vung lên đánh ra điện mâu biến hóa ở một ý niệm hắn đã đi ra đạo của mình võ đạo quyết không cực hạn ở hình mà tùy tâm mà động trương thiên ngôn lại khổ không thể tả lang hàn công kích nhìn như lộn xộn nhưng hết lần này tới lần khác lại uy lực vô cùng lớn nhìn như hắn ở trên lực lượng còn chiếm thượng phong trên thực tế hắn đã rơi vào hạ phong để cho hắn không có cách nào lý giải nhưng hắn dù sao cũng là tiên vương tầng 8, chứng kiến trên mặt lang hàn bao lấy bảo quang, phảng phất như có một tiên linh muốn từ trong cơ thể hắn đi ra, không khỏi thốt lên. Người đi ra đạo của mình, hắn biết rõ, muốn thành tựu thiên tôn, một bước trụ cột nhất, cũng là trọng yếu nhất, cái kia chính là đi ra đạo của mình. Mỗi một vị thiên tôn đều là độc nhất vô nhị, dù như môn hạ của lâm lạc có ba vị thiên tôn, nhưng một bước cuối cùng không ai không phải tự mình bước ra, sư phụ chỉ có thể tạo được tác dụng dẫn dắt mà không cách nào làm cho hậu bối theo cước bộ của mình nhắm mắt theo đuôi trong khoảng thời gian ngắn hắn vô cùng ghen ghét mặc dù nói đi ra đạo của mình không có nghĩa là nhất định có thể trở thành thiên tôn nhưng vượt qua một bước mấu chốt nhất đã quét dọn cửa ải lớn nhất đột phá thiên tôn rồi người như vậy rõ ràng còn chạy vào tiên vương mộ địa ngươi là tự mình muốn chết hắn lạnh lùng nói lòng ganh tị để cho hắn hận không thể lập tức oanh giết lăng hàn ngươi mới là chạy tới tìm chết còn đả thương thê tử của ta, đem người bầm thây vạn đoạn cũng không thể giải mối hận trong lòng ta. Lăng Hàn giống to, kiếm ra, vầng sáng sáng trói vô tận, hắn cũng không hề giữ lại, thôi phát chiến lực đến mức tận cùng. Trương Thiên Ngôn không tin chiến lực của Lăng Hàn có thể một mực duy trì ở trình độ cao như vậy, quá không hợp lý rồi. Cho nên, hắn nửa bước cũng không lui, chiêu chiêu cùng Lăng Hàn liều mạng, phải nhanh một chút oanh đến Lăng Hàn lộ ra trạng thái hiện tại, đến lúc đó, hắn thu hoạch đầu người của Lăng Hàn, sẽ bắt lấy nữ hoàng, Thu hoạch kinh người. Cơ duyên đương nhiên nương theo lấy nguy hiểm, hiện tại bầy ở trước mặt hắn chính là cơ duyên lớn nhất, nguy hiểm không phải rất bình thường sao? Ông, hắn đã phát động ra đòn sát thủ, tinh thần trùng kích, cái này quá đáng ghét, dù Lăng Hàn sớm có chuẩn bị cũng vô dụng, chỉ cảm thấy đại não đau xót, đã trúng chiêu. Bổn tọa không thể không thừa nhận ngươi rất cường đại, cũng vô cùng yêu nghiệt, nhưng ngươi cuối cùng quá non rồi, cảnh giới quá thấp là nhược điểm ngươi không có cách nào cải biến. Trương Thiên ngôn thừa cơ giết tới. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú như thế nào, bắt được sơ hở liền tấn công mạnh, một hơi tiêu diệt đối thủ. Lăng Hàn cười lạnh, bỗng nhiên gọt ra một kiếm. Cái gì? Trương Thiên Ngôn quá sợ hãi, ở hắn nghĩ đến, bị tinh thần trùng kích của hắn ảnh hưởng, dù thần hồn của Lăng Hàn không bị thương, như thế nào cũng phải đình trệ non nửa cái hô hấp, cái này đủ để cho hắn hoàn thành tuyệt sát rồi. Một kiếm này, vượt quá dự liệu của hắn. Dưới chân hắn vội vàng điểm một cái, muốn tránh thoát một kích, nhưng đã chậm. Phốc huyết hoa vẩy ra trương thiên ngôn vội vàng thối lui trăm trượng hắn nhìn cánh tay trái trống rỗng bị sóng vai chặt đứt chỉ có máu tươi ồ ồ tuôn ra tốt 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 hắn cắn răng nói không nghĩ tới thợ săn như hắn ngược lại thành con mồi bị kinh nghiệm lừa gạt rồi nói muốn giết ngươi rồi lang hàn nhảy ra một kiếm chém tới hắn xác thực vẫn sẽ bị tinh thần trùng kích ảnh hưởng nhưng hiện tại gần kề chỉ để cho hắn đau đớn mà thôi tựa như thân thể bị chém một kiếm sẽ đau nhức nhưng dựa vào ý chí cứng cỏi hoàn toàn có thể nhịn được trương thiên ngôn lại phát tinh thần trùng kích hai tay thì hóa thành nắm đấm đồng dạng không ngừng công kích lăng hàn chỉ cảm thấy thức hải sôi trào ở dưới tinh thần trùng kích vô cùng khó chịu mà càng như thế chiến ý của hắn lại càng cuồng bạo đuổi theo trương thiên ngôn mãnh liệt chém không oanh giết đối thủ này là thề không bỏ qua trương thiên ngôn lại không có chiến ý mạnh như vậy tuy hắn lấy tinh thần trùng kích đã tạo thành thương tổn không nhỏ với lăng hàn nhưng bản thân cũng bị lăng hàn lấn đến gần dù tiên ma kiếm không có trực tiếp chém chúng hắn, nhưng kiếm khí lăng lệ ác liệt y nguyên đủ để cho hắn ăn thiệt thòi. Mấu chốt là cái gì, cánh tay trái của hắn bị gọt đoạn, đây chính là bị tiên ma kiếm trực tiếp chặt bỏ, sát khí vô tận cũng thông qua miệng vết thương tiến nhập trong cơ thể hắn, đang điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tiên khí chịu uy há có thể coi thường, huống chi tiên ma kiếm vượt xa tiên khí. Trương Thiên Ngôn là tiên vương tầng 8 không sai, nhưng cũng không có khả năng gánh vác được lực phá hoại của tiên ma kiếm nếu như hắn có thời gian ngồi xuống chữa thương như vậy vẫn có thể bức sát khí của tiên ma kiếm ra khỏi cơ thể nhưng bây giờ bị lăng hàn quấn quyết hắn lại ở đâu có thời gian đây là lấy thương đổi thương lăng hàn liều mạng thức hải bị không ngừng trùng kích thất khiếu tràn ra máu tươi lại không ngừng công kích chiến ý lăng thiên đồng dạng chế tạo cho trương thiên ngôn phiền toái cực lớn kiếm khí tung hoành để cho hắn cũng vết thương trồng chất hai người thương thế bất đồng nhưng lực phá hoại lại không sai biệt lắm liền xem ai nhịn không được trước rồi Trương Thiên Ngôn rất nhanh liền lộ ra thoái ý, hắn sợ cho dù có thể chém giết Lăng Hàn, mình cũng sẽ bị thương nặng, cùng Lăng Hàn chung một chỗ bị giết. Hắn tham lam, có thể đạt tới tầng 8, hắn tự nhiên cũng có thể khống chế tham lam của mình, cắn răng một cái, quay người bỏ chạy. Một mình hắn tuyệt không bắt được Lăng Hàn, huống chi chiến lực của nữ hoàng cũng không thể khinh thường. Đi, đi tìm giúp đỡ, quay đầu lại đến chân áp hai người này, dù sao có hai kiện tiên khí, đủ chia. Cho người đi sao, Lăng Hàn sao có thể cho đối phương đào tẩu, triển khai quy tắc không gian, lập tức làm cho không gian như vùng lầy. Bổn tọa muốn đi, người ngăn cản được sao? Trương Thiên ngôn cuồng tiếu, tiên vương tầng 8 một lòng muốn chạy trốn, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng rất khó ngăn cản, huống chi là tầng 5 nho nhỏ. chương 2947, Tam Lôi Thuật Chẳng những ngăn được, còn giết cho người xem, Lăng Hàn dùng tới quy tắc không gian với mình, xuyên việt tầng tầng không gian, triển khai đuổi giết Trương Thiên Ngôn. Trương Thiên Ngôn lấy quy tắc ra chỉ bản thân, hắn đứng ở tầng 8, chỉ luận quy tắc, tự nhiên nghiền áp lăng hàn. Bành bành bành, hắn cường thế xông qua chướng ngại không gian, tốc độ cơ hồ không bị ảnh hưởng. Nhưng cơ hồ không có nghĩa là hoàn toàn, tốc độ của lăng hàn vốn nhanh kinh người, Trương Thiên Ngôn chỉ hơi bị ngăn trở, lăng hàn cũng đã đuổi theo, tiên ma kiếm chém ra, vô kiên bất tồi. Đáng giận, Trương Thiên Ngôn không có cách nào, chỉ có thể xoay người lại, cùng lăng hàn tiếp tục đối oanh. Vẫn là lấy thương đổi thương, Thương thế của hai người cũng trở nên càng ngày càng nặng, một là từ trong ra ngoài, cái khác là từ ngoài vào trong. Đã đến một bước này, so đấu kỳ thật chính là ý chí, ý chí của ai càng mạnh hơn, có thể đứng đến cuối cùng. Bành, lang Hàn bị oanh chúng một quyền, mà Trương Thiên Ngôn cũng bị Thủy Mộc Chi lôi kích chúng, hai người đều không ngừng thổ huyết. Nhưng ngay lập tức, hai người lại triển khai đối oanh. Bành bành bành, hai người không ngừng đẫm máu, thương thế càng ngày càng nặng. Trương Thiên Ngôn phát hiện chiến ý của mình càng ngày càng yếu, mà trái lại, chiến lực của Lăng Hàn chẳng những không có suy yếu, ngược lại vẫn còn tăng lên. Cái này để cho Trương Thiên Ngôn kinh hãi, loại gia hỏa càng thương càng mãnh liệt này thật quá khó đối phó, nhất là dưới tình huống thế lực ngang nhau, người càng đánh càng yếu, người ta lại càng đánh càng mạnh, giống như An Gian, cái này còn chơi thế nào. Nói muốn chém ngươi rồi, chiến ý của Lăng Hàn sông thẳng lên trời, ý chí võ đạo cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Kịch chiến ba ngày, Trương Thiên Ngôn chết, hắn chết rất oan, dù gặp được tiên vương tầng 8 mạnh nhất, hắn không địch lại cũng có thể thong dong rời đi, nhưng gặp được Lăng Hàn, hắn ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có, bị ép lấy thương đổi thương, đổi đến hắn chết mới thôi. Ba, Lăng Hàn cũng đặt mông ngồi xuống, chiến một trận này hắn cũng bị thương rất nặng, lúc trước là nhất cổ tác khí, hiện tại Trương Thiên Ngôn vừa chết, hắn cũng chống đỡ không nổi. Nữ hoàng liền tranh thủ đưa Lăng Hàn vào tiên khách cư, cái này ra chỉ khi thiên thuật, ngay cả Tiên Vương tầng 9 cẩn thận tìm kiếm cũng không nhất định có thể phát hiện. Hơn nữa dù phát hiện ra, đây chính là tiên kim chế tạo, muốn phá vỡ mà vào cũng không phải một sự tình đơn giản. Lăng Hàn an tâm dưỡng thương, hắn có dự cảm, lần này đại chiến để cho hắn thu hoạch rất nhiều, sau khi thương thế lành, vô luận là chiến lực hay tu vi đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Thời gian ngày từng ngày đi qua, lại có Tiên Vương tầng 8 mới đến, phát hiện ra dấu vết chiến đấu, nhưng không có phát hiện tiên khách cư tồn tại, đến rồi lại đi suốt ba năm sau lăng hàn mới rốt cuộc hoàn toàn khôi phục thương thế không tệ ta sắp đạt tới tầng năm hậu kỳ loại chiến đấu bước tiềm lực của mình ra này quả nhiên là cách tăng lên tu vi nhanh nhất lăng hàn lẩm bẩm nói thê tử đi chúng ta nên đi thu hoạch phần thần thông thứ ba rồi lăng hàn nhìn nữ hoàng nói nữ hoàng gật đầu hai người chung một chỗ gia tiên khách cư về phần nhu yêu nữ thì ở lại bên trong nàng không có cách nào tiến vào nham tương được oanh hai người nhảy vào trong nham tương đều mở ra nguyên lực hộ thuẫn, thời gian ngắn, nguyên lực hộ thuẫn vẫn có thể trèo trống. Bọn hắn đi tới chỗ địa mạch tung hoành, cẩn thận nghiên cứu. Phòng ngự của nữ hoàng không bằng lăng hàn, không thể không cách một lúc liền ra nham tương, đợi khôi phục đến trạng thái tốt nhất mới một lần nữa tiến vào. Lăng hàn cũng sẽ chia sẻ cảm ngộ của mình cho nữ hoàng, như vậy không sai biệt lắm 3 năm sau, bọn hắn rốt cuộc hoàn toàn xác định hết thảy chi tiết của địa mạch, sau đó từ trong đó tìm ra mắt trận. Xuống, hai người lần nữa lặn xuống, nhưng lần này bọn hắn không có ý định lập tức ly khai. Bọn hắn ngồi ở chỗ mắt trận, sau đó bắt đầu dẫn dắt toàn bộ lực lượng của núi lửa, dũng mãnh lao tới trong cơ thể bọn hắn. Oanh, hỏa cùng lôi đan vào, điên cuồng dũng mãnh lao tới bọn hắn, nhưng lần này những lực lượng kia không có thương hại đến bọn hắn, ngược lại lưu chuyển ở trong cơ thể, hóa thành lực lượng. Xích viêm phong lôi, bọn hắn đã nhận được môn bí thuật thứ ba, ký hiệu đại đạo ở trong thức hải chấp động, vô cùng sáng chói. Oanh, toàn bộ núi lửa bạo động, nham tương phun trào, xích điện trói mắt. Có người đi ngang qua, phát hiện ra dị trạng, lại chỉ cho rằng đây là hiện tượng tự nhiên, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, ở đây còn cất giấu hai người. Lần này bế quan, lại là gần 3.000 năm đi qua. Núi lửa nham tương không hề chảy xuôi, tia chấp cũng ngừng lại, bởi vì quy tắc chi lực trong đó đã biến mất. Nham tương màu đỏ ngưng kết, cố hóa, biến thành nham thạch, nhưng vẫn còn bốc lên nhiệt khí. Bành, nham thạch phá vỡ, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh cơ hồ đồng thời vọt ra, đúng là Lang Hàn cùng nữ hoàng. Ha ha ha, Lang Hàn quay người rơi trên mặt đất, hắn duỗi tay phải ra, oanh, thanh quang, xích quang, hắc quang đồng thời diệu động, dung hợp, sau đó liền thấy một đạo lôi điện quấn quanh, hóa thành một thanh kiếm, lại biến thành đao, mâu. Biến hóa tùy ý, hắn chẳng những nắm giữ xích viêm phong lôi, còn dung hợp ba loại bí thuật, uy lực càng thêm cường đại. Trước khi ngũ hành chi lôi đầy đủ, cái này liền gọi Tam Lôi thuật a, à, ta đã dảo bước tiến lên tầng 5 trung kỳ rồi." Nữ hoàng lộ ra dáng tươi cười, đối với tiên vương bọn hắn mà nói, không có gì càng thêm khoái ý hơn tu vi tăng lên. Lang Hàn gật đầu, ta cách đỉnh phong cũng chỉ có một bước ngắn. Hắn cũng cực kỳ mừng rỡ, nếu như dảo bước tiến lên tầng 6, hắn có thể địch nổi tiên vương tầng 9. Lúc trước chiến trương thiên ngôn liền gian nan như vậy, mà người này bất quá là hoàng giả, nếu là đế giả, ta có tiên ma kiếm cũng chưa chắc có thể chém giết. Lúc trước ta vẫn là quá tự mãn rồi. Không sao, hiện tại dù gặp gỡ tầng 8 đỉnh phong ta cũng không sợ. Còn kém hai loại bí pháp, Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều tràn đầy chờ mong, dùng hợp ba môn bí pháp, bọn hắn càng cảm thấy môn thiên tôn pháp này cường đại, càng muốn nắm giữ hai môn bí pháp còn lại, từ đó tu ra thiên tôn thuật nguyên vẹn không sứt mẻ. Hai người dắt tay mà đi, tuy trong nguyên cổ mộ này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng bọn hắn đã không sợ, chiến lực sắp đạt tới tầng 9 rồi, xác thực có lực lượng như vậy chương 2948, Bùi Thanh Hải 1. Mấy ngày sau, bọn hắn đi tới trước một hồ nước, xa xa còn không có tới gần, cũng đã nghe thấy được mùi thơm nước mũi. Tiên dược, hai người liếc nhau, đồng thời nói, bất quá, cũng không phải chỉ có bọn hắn mới phát hiện ra nơi này có tiên dược, chỉ thấy bên hồ vây đầy người, ít nhất cũng là tiên vương tầng 6, dị xác lộ ra. Đi, đi xem, bọn hắn đi nhanh tới, ngay cả tiên vương tầng 5 cũng dám tới nơi này có tiên vương phát hiện ra hai người bọn họ, không khỏi cười lạnh, lộ ra khinh thường, chỉ là nhìn về phía nữ hoàng, ánh mắt lại có chút lửa nóng. Không nên khinh thường bọn hắn, có thể đến nơi đây làm sao có khả năng là tiên vương tầng 5 phổ thông, chiến lược ít nhất cũng phải đạt tới tầng 6. Bên cạnh có người nói, cũng chính là, đế tinh, người thứ nhất lập tức trở nên thận trọng, số lượng đế giả liền ít đến thương cảm, mà đế tinh thì càng thêm hiếm có, ngay cả viêm xương vị diện hiện tại tập hợp thiên kiêu của vô số vị diện, nhưng số lượng đế tinh cũng tuyệt đối có hạn thiên kiêu như vậy là có tư cách trở thành thiên tôn bởi vậy nếu không có phạm phải tội ác tài trời là không thể nào bị nhốt vào tiên vương mộ địa dùng đầu ngón tay cũng có thể tính ra không phải mãnh long không quá giang vẫn là đừng làm chim đầu đàn thì tốt hơn tất cả mọi người nói ai cũng không muốn làm cái thứ nhất đi khiêu chiến hai người lăng hàn vạn nhất thực lực của đối phương mạnh đến nổi nghịch thiên thì sao hai người lăng hàn hiện thân đứng ở trên bầu trời như vậy tầm mắt không trở ngại bọn hắn rõ ràng chứng kiến, trong hồ sinh trưởng một cây lục bình màu xanh, lá cây cực lớn, lúc này đã kết xuất một trái cây màu vàng kim nhạt. Trái cây phiêu hương, truyền lực nhìn dặm, đây là Huyền Thanh Lưu Ba Quả. Lang Hàn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn trái cây, hẳn đã sắp thành thục, có khả năng ngay ở trong vài năm này. Thấy nữ hoàng trông lại, hắn gật gật đầu, tiên dược tuyệt đỉnh, ta và ngươi chia ăn, cũng đủ để chúng ta lên tầng 6 rồi. Vậy thì hái, nữ hoàng nói, ha ha, hai vị, Khẩu khí của các ngươi cũng quá lớn a. À. Một Tiên Vương bận thanh y nhịn không được nói, hắn nhìn về phía trên đã là lão nhân 60, làn da nhăn nheo, tuyệt không như là tiên vương tầng 6. Các ngươi có biết có bao nhiêu cường giả tranh đoạt tiên quả này không? Phó Chí Minh đại nhân, Tả Uyên đại nhân, Hạ Nghĩa đại nhân, ồ, Lăng Hàn khẽ giật mình, Hạ Nghĩa, đó không phải cốc hợp nghĩa sao? Bọn hắn ở chỗ này, ha ha, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử được đến lại toàn bộ không uổng phí công phu. Hạ nghĩa ở đâu?" Lang Hàn hỏi, "Đương nhiên phải chờ tới tiên quả thành thục mới sẽ xuất hiện, đến lúc đó, chư vị đại nhân sẽ triển khai đại chiến, người thắng mới có khả năng đạt được tiên quả." Thanh Y Tiên Vương nói, "Chúng ta nha, liền chỉ có ở thời điểm này, hấp thu khí tức tiên quả, có khi có cơ hội để cho bình chứng của cảnh giới buông lỏng. Những tưởng tượng khác, liền không cần rồi." Lang Hàn không có nói gì, cốc hợp nghĩa tạm thời sẽ không xuất hiện, vậy thì chờ chỉ cần tiên quả thành thục, hắn tất nhiên sẽ hiện thân, đến lúc đó lại chém hắn cũng không muộn. Lăng Hàn cùng nữ hoàng ở bên hồ an tọa, hấp thu lấy hương quả, ở trong đó có một tia năng lượng thiên địa, dù đối với tiên vương cũng có lợi thật lớn, chẳng trách nhiều người biết rõ không đủ tư cách tranh đoạt tiên quả, lại như cũng ngồi vây quanh ở chỗ này. Đại bộ phận tiên vương đều nhận lấy hắc khí ảnh hưởng, mỗi một cái đều tánh khí táo bạo, cơ hồ mỗi ngày đều phát sinh chiến đấu, có chút chiến đấu chỉ tạo thành trọng thương, có chút lại lấy một phương tử vong chung kết. Ở đây mạnh nhất chính là 13 tên tiên vương tầng 7 đỉnh phong, không ai không phải đế giả, chiến lực tiếp cận tầng 8, bởi vậy làm việc bá đạo, không hề cố kỵ. Hiện tại Lăng Hàn chỉ muốn hai chuyện, một là chờ đợi cốc hợp nghĩa xuất hiện, hai là ngắt lấy tiên quả, những thứ khác không quan tâm. Bởi vậy, hắn cũng không có gây chuyện, chỉ cùng nữ hoàng kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá bọn hắn không gây chuyện, không có nghĩa là người khác cũng sẽ không chọc tới trên đầu bọn hắn, nhất là hai người chỉ là tiên vương tầng 5, nữ hoàng lại quá đẹp, đây quả thực là một khối côi bảo không đề phòng, quá làm cho người thèm thuồng rồi. Lăng Hàn phát huy, chém liên tục 9 tên tiên vương tầng 6, cuối cùng không người còn dám trêu chọc. Tiểu tử này tựa hồ có chút bất phàm, Lăng Hàn biểu hiện cũng đưa tới mấy đế giả tầng 7 đỉnh phong chú ý, nhao nhao quăng ánh mắt qua. Thất, đi, để cho tiểu tử này tới bái kiến bổn tọa. Một đế giả tầng 7 đỉnh phong nói, vâng, Lăng Hàn khoanh chân, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía tiên vương đang tiếp cận sau khi hắn dựng lên uy thế, hiện tại đã không người dám tiếp cận 10 trượng quanh người hắn, nhưng tiên vương này lại tùy tiện đi tới. Muốn bị đánh sao, các hạ, đại nhân nhà ta triệu kiến, người tiên vương này nói, tu vi của hắn là tầng 6. Lăng Hàn từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, đại nhân của ngươi là ai? Bùi Thanh Hải bùi đại nhân, tiên vương tầng 6 kiên ngạo nghĩa nói, bùi Thanh Hải là đế giả, chiến lực tiếp cận tầng 8, dù ở chỗ này cũng có thể xếp vào cấp bậc cường giả, lăng hàn lắc đầu không biết a miêu a cầu như vậy ngươi tiên vương tầng 6 kia lập tức giận dữ rõ ràng dám nói bùi thanh hải là a miêu a cầu hắn cố nén lửa giận nói nếu như bùi đại nhân chỉ là a miêu a cầu ngươi lại tính toán cái gì trong mắt lăng hàn hiện lên hàn mang hắn ngồi ở chỗ này lại chọc ai gây ai kết quả ngươi không mời mà tới khẩu khí còn lớn như vậy há mồm muốn hắn đi bái kiến dựa vào cái gì còn muốn hắn cho sắc mặt tốt tự mình muốn chết Hắn lãnh đạm nói, khoát tay, liền chân áp về phía đối phương. Ngươi dám, tiên vương tầng 6 kia nghiêm nghị kêu lên, nhưng một chiêu cũng không dám đỡ, vội vàng bỏ chạy. Hắn bái kiến lăng hàn ra tay, chiến lực thật quá đáng sợ, nào dám trọi cứng. Bất quá nếu hắn có thể chạy trốn được, vậy lăng hàn lại dựa vào cái gì giết tiên vương tầng 8. Bành, một trường rơi xuống, tiên vương tầng 6 kia bị đập thành mưa máu. Mọi người thấy thế, đều hít một hơi lạnh, vị này cũng quá độc ác a. À động cái sát nhân, người ta chỉ là gọi hắn đi gặp Bùi Thanh Hải mà thôi, Bùi Thanh Hải là ai? Đế giả tầng 7 đỉnh phong, tuyệt đối có tư cách bày cái giá lớn như vậy. chương 2949, Bùi Thanh Hải 2 Người rõ ràng một lời không hợp làm thịt thủ hạ của người ta, đây là đắc tội chết Bùi Thanh Hải A. Trước người có thể hung hăng càn quấy, có thể bá đạo, đó là bởi vì những tiên vương tầng 7 kia không có ra tay với ngươi, huống chi là đế giả tầng 7 đỉnh phong. Hơn nữa, Bùi Thanh Hải là hạ nhân của Hạ Nghĩa Đại Nhân. Có người tuôn ra một tin tức càng lớn. Cái gì? Hạ Nghĩa Đại Nhân. Tất cả mọi người run rẩy. Tuy Hạ Nghĩa cũng là tiên vương tầng 7, nhưng chiến lực có thể so tầng 8 đỉnh phong, nếu không cũng không có tư cách cạnh tranh tiên quả. Khó trách, hóa ra Bùi Thanh Hải là thủ vệ của Hạ Nghĩa Đại Nhân ở chỗ này trông chừng tiên quả. Hạ Nghĩa Đại Nhân thật sự quá bất phàm rồi, bản thân chỉ là tiên vương tầng 7, lại làm cho đế giả tầng 7 cam tâm đi theo, tương lai nhất định có thể thống lĩnh một thành, trở thành bá chủ một phương. Ta thậm chí muốn đi theo hạ nghĩa đại nhân, nhưng người ta căn bản không lý ta a. À. Ở trong tiếng nghị luận, chỉ thấy Bùi Thanh Hải chậm rãi đứng lên, sau đó đi nhanh về phía Lăng Hàn, mặt như băng xương. Một tiên vương tầng năm rõ ràng dám không nể mặt mình. Hừ, hắn đi không nhanh, nhưng một bước rơi xuống, đều có khí thế đáng sợ chấn động, phảng phất như một thanh lợi kiếm, trực chỉ Lăng Hàn. Rõ ràng dám không để ý mình, ở trước mặt mọi người giết thủ hạ của hắn, Bùi Thanh Hải tự nhiên nổi giận, hắn thề, nhất định phải làm cho Lăng Hàn hối hận. Ngươi thật to gan, rõ ràng dám giết thủ hạ của ta." Bùi Thanh Hải lạnh lùng nói, âm thanh cuồn cuộn như sấm, để cho người phụ cận đều ông 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 rung động, trong đầu trống rỗng. "Cái này để cho mọi người hoảng hốt, cái này là thực lực của đế giả tầng 7 đỉnh phong a, thật sự là cường đại đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng." Lăng Hàn bình tĩnh thong dong nói, "Thủ hạ của ngươi khiêu khích ta, ta giết hắn." người cũng muốn theo gót hắn, cứ việc tới. Ta không thích gây chuyện, nhưng ai muốn chọc tới trên đầu ta, vậy thì chờ khóc đi. Thật can đảm, bùi thanh hải nổi giận gầm lên một tiếng, ông, âm thanh hóa thành gợn sóng, như biển động trùng kích về phía lăng hàn. Hiu, thân hình lăng hàn động, giống như một thanh lợi kiếm, đã phá vỡ tiếng gầm, trùng kích về phía bùi thanh hải. Có chút thực lực, chẳng trách dám hung hăng càn quấy như thế. Bùi thanh hải cười lạnh, hắn giơ tay lên, nhấn về phía lăng hàn nhưng ở trước mặt ta, cái này xa xa chưa đủ. Lăng Hàn bỗng nhiên ra tốc, bành, cho dù là tiên vương cũng không có cách nào bắt đến thân ảnh của hắn, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền chứng kiến Lăng Hàn đã xuất hiện ở trước mặt Bùi Thanh Hải, nắm tay phải vung lên, bỗng nhiên rơi đập. Ân, Bùi Thanh Hải hừ nhẹ, vì tốc độ của Lăng Hàn mà cảm thấy khiếp sợ, nhưng hắn không hoảng loạn, tốc độ nhanh không có nghĩa là chiến lực cũng sẽ cường đại. Bành, Lăng Hàn nện xuống một quyền, Bùi Thanh Hải vung tay ngăn cản, đại đạo quấn quanh ở trên cánh tay, phảng phất như có một tầng thần quang bảo hộ. Hắn cực kỳ tự tin, ngay cả tầng 8 phổ thông cũng không có cách nào một kích nổ nát phòng ngự của hắn, huống chi là tiên vương tầng 5. 3. Nắm đấm nện xuống, chỉ thấy tầng thần quang kia căn bản chính là thùng rỗng kêu to, lập tức bị oanh nát bấy, thời điểm bùi thanh hải còn chưa kịp biến sắc, tay đấm bạo, cánh tay phải của hắn lập tức đứt gãy. Da thịt phá vỡ, bạch cốt đứt gãy, tiên huyết phi tiên, mà cái này vẫn chưa hết, lực lượng không thể đỡ tràn vào, Bùi Thanh Hải ngã xuống đất, bành, âm thanh cực lớn, cả người hắn đi đến trong lòng đất. Chỉ một kích, như long trời lở đất, tiên vương tầng 5, rõ ràng một kích oanh bại đế giả tầng 7 đỉnh phong. Quá làm cho người không thể nào tiếp nhận, tại sao có thể có biến thái như vậy? Ô, một nam một nữ, thực lực lại mạnh như vậy, hẳn là. Chẳng lẽ, bọn hắn chính là người từ bên ngoài đến lịch lãm rèn luyện? Tất cả mọi người nhìn về phía lăng hàn cùng nữ hoàng, đã có khiếp sợ, cũng có sợ hãi, nhưng càng nhiều nữa là chán ghét. Lăng Hàn không có để ý, chỉ lộ ra vẻ kinh ngạc. Rõ ràng còn chưa chết, banh, một đạo nhân ảnh từ trong mặt đất sông ra, đứng ngạo nghễ trên không, toàn thân có khí thức màu đỏ như máu sôi trào, phảng phất như một đại ma thần, muốn đại khai sát giới, đồ diệt nhân gian. Đúng là bùi thanh hải, Lăng Hàn lộ vẻ kinh ngạc, ở dưới một kích của hắn, tầng bảy đỉnh phong coi như là đế giả, rõ ràng không có bị oanh giết. Thật đúng là xem nhẹ ngươi rồi. Thanh âm của Bùi Thanh Hải rầm rầm, trong mắt hắn phun ra hàn quang, có thể chứng kiến đại đạo phù văn đang nhảy nhót, sát khí như sôi, vẫn nổ tới cực điểm. Phải như vậy à? Bùi Thanh Hải làm sao có thể bị một kích miểu sát? Người xung quanh thấy thế đều nhao nhao gật đầu. Đây mới là đế giả vô địch trong ấn tượng của bọn hắn. Lúc trước Bùi Thanh Hải nhất định là quá khinh địch rồi. Thực lực của hắn tuyệt không chỉ như vậy. Lang Hàn thì nhìn chằm chằm vào Bùi Thanh Hải một hồi, a à một cái nói ngươi tu luyện hộ thể chi thuật khá bất phàm, để ngươi tránh được một kiếp. Đạt tới độ cao như hắn, ra tay cần dùng bao nhiêu lực lượng tự nhiên hiểu rõ, tuyệt sẽ không lãng phí một chút, nhưng hắn không nghĩ tới Bùi Thanh Hải tu luyện một môn hộ thể thuật cường hoành, mới khiến cho một kích của hắn không kiến công. Phốc, như là hưởng ứng, Bùi Thanh Hải lập tức phun ra một búng máu đến, hắn may mắn tránh được một kiếp, nhưng không có nghĩa là hắn không sao. Thấy một màn như vậy, mọi người bốn phía lập tức rung động không hiểu. Đúng vậy, Lăng Hàn không có một kích đánh chết Bùi Thanh Hải, mà một kích oanh đối phương thổ huyết, cái này còn chưa đủ để chứng minh hắn cường đại sao? Trời, chiến lực của hắn làm sao cũng phải đạt tới tầng 8 a. Dù tầng 8 sơ kỳ, hắn cũng đã vượt qua ba cảnh giới. Tầng 5 lại có được chiến lực tầng 8, ta muốn điên rồi. Tất cả mọi người ôm đầu, làm sao cũng không thể nào tin nổi. Bọn hắn biết rõ trên thế giới này xác thực có yêu nghiệt, nhưng cái này cũng quá yêu nghiệt rồi, yêu nghiệt đến tình trạng bọn hắn không thể tiếp nhận. Bùi Thanh Hải phun máu tươi, nhưng tinh khí thần lại bành trướng, hai mắt hắn tán ra thần quang, chiến ý như sôi, chỉ tới Lăng Hàn. Người thành công chọc giận ta, nhất định chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn cười ha ha, ngươi là tới trêu chọc ta phải không? Chết, chương 2950, không nể tình. Bùi Thanh Hải giết ra, lần này hắn không chủ quan nữa, trong hai tay nhiều hơn một cây ngân thương, xoát, tốc độ của hắn nhanh kinh người, chỉ thấy ngân quang lóe lên, trong nháy mắt hắn đã vào tới trước mặt Lăng Hàn. Chỉ một kích, hắn kéo lên thiên địa đại thế, phảng phất như toàn bộ thiên địa đều trấn áp Lăng Hàn. Đế giả dù sao cũng là đế giả, thực lực há có thể khinh thường. Mà trong nháy mắt ngân thương đâm đến, một đạo tinh thần trùng kích cũng đánh về phía Lăng Hàn. Ông, Lăng Hàn cảm thấy thức hải đau xót, có một loại cảm giác đại não cũng phải bạo liệt. Một thương tử vong, Bùi Thanh Hải bạo giống một tiếng, quán chú toàn bộ lực lượng đến trên thân thương, đâm về phía Lăng Hàn. Dưới tinh thần trùng kích dù thức hải của lăng hàn không có bạo liệt cũng sẽ chịu ảnh hưởng làm cho phản ứng chậm mà ở trong chiến đấu cấp bậc này chỉ cần phản ứng chậm một nhịp cái kia cũng là chí mạng đi chết đi bùi thanh hải cười lạnh trong hai mắt hắn chảy xuôi lấy huyết lệ lộ ra vô cùng dữ tợn nhưng ngay thời khắc này nụ cười trên mặt hắn lập tức biến thành kinh ngạc bởi vì lăng hàn thong dong ra tay dễ dàng liền bắt được thân thương thật sự chỉ kém một chút mũi thương liền đứng ở cổ họng của lăng hàn hắn ra sức thúc đẩy, nhưng thân thương giống như mọc rễ, không chút sức mẻ. Làm sao có thể, người rõ ràng chúng tinh thần trùng kích, vì sao không bị ảnh hưởng. Bùi thanh hải kinh hô, hắn thực không cách nào tiếp nhận. Tinh thần trùng kích có thể lẫn nhau chôn vùi, nhưng lăng hàn rõ ràng không có dùng công kích như vậy, vì sao một chút ảnh hưởng cũng không có. Lăng hàn mỉm cười, ai nói ta không bị ảnh hưởng, hắn vẫn bị đau đấy, chỉ là hiện tại lực thừa nhận của hắn tăng, hơn nữa ý chí vô cùng cứng cỏi, bởi vậy cũng chỉ bị đau một cái, chiến lực sẽ không bởi vậy bị hao tổn. Cái này cũng gọi là bị ảnh hưởng. Bùi Thanh Hải im lặng, nhưng chứng kiến tay kia của Lăng Hàn đã ngưng quyền, nhắm hắn oanh kích tới, trong nội tâm lập tức run sợ, vội vàng buông tay, dưới chân phát lực, hưu, hắn liều mạng lui về phía sau. Đối thủ này thật đáng sợ, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Ra tay với ta, còn muốn toàn thân trở ra. Lăng Hàn lắc đầu, dưới chân bồng bình, nhìn như không nhanh không chậm lại thủy trung chăm chú gián sát Bùi Thanh Hải, chỉ là nắm đấm không có chém ra mà thôi. Bùi Thanh Hải mặt mũi trắng bệch, đây là quái vật gì a, lực lượng, tốc độ, thần hồn đều toàn diện vượt qua tầng 5, thậm chí nghiền áp hắn. Chỉ là thấy Lăng Hàn thủy trung không có ra tay, trong nội tâm hắn cuối cùng hơi thả lỏng. Đối phương hẳn là Cố Kỵ hạ nghĩa đại nhân a, cũng phải, hạ nghĩa là tồn tại bực nào, đế tinh tầng 7 đỉnh phong, thậm chí tiến hóa lũy thừa bão tố đến 12, nhân vật như vậy ai có thể không sợ chỉ cần hạ nghĩa đại nhân tái tiến một bước, như vậy ở tiên vương mộ địa có thể đi ngang, nếu trở thành tiên vương tầng 9, cái kia chính là tồn tại vô địch tuyệt đối. Coi như người thức thời, hạ nghĩa đại, phốc, bùi thanh hải vừa định nói vài câu ngoài miệng, nhưng không ngờ lăng hàn đột nhiên oanh ra một quyền, trực tiếp đập nát đầu của hắn, thức hải nghiền nát, tự nhiên chết triệt để. Toàn trường hít khí lạnh, vị này thật đúng là sát phạt quyết đoán, bùi thanh hải cũng đã báo hậu trường ra, nhưng lăng hàn vẫn không chút do so dự ra tay, ngay cả mặt mũi của Hạ Nghĩa cũng không cho. Hạ Nghĩa, đây chính là nhân vật phi phàm A, thằng này xác thực bất phàm, nhưng tầng 5 liền muốn địch nổi đế tinh tầng 7 đỉnh phong. Là chuyện không thể nào, đúng, dù tiến hóa lũy thừa của hắn đạt đến 12, vậy cũng không có khả năng đền bù hai cảnh giới tranh lệch. Đợi bị Hạ Nghĩa đại nhân phẫn nộ xé thành mảnh nhỏ A. Tất cả mọi người nhìn không tốt lăng hàn, ai cũng nhao nhao lắc đầu, ngay cả mấy cường giả tầng 7 đỉnh phong cũng không có ai đứng ra nói gì, dù sao chờ hạ nghĩa tới, lăng hàn chính là một cỗ thi thể. Mà bọn hắn lại làm sao biết, chẳng những tiến hóa lũy thừa của lăng hàn đạt đến 12, hơn nữa còn có thể thuật vô địch, đây mới là cậy vào chính thức của hắn. Lăng hàn quay lại chỗ cũ, khoanh chân mà ngồi, kiên nhẫn chờ đợi tiên quả thành thục. Hắn đối với tiên quả kia nguyện nhất định phải có, chỉ cần một phần năm, thậm chí một phần mười, hắn liền có nắm chắc trùng kích tầng 6, mà bước qua cửa ải này, thể thuật cùng quy tắc chi lực của hắn chung một chỗ vận chuyển, địch tiên vương tầng 9 không nói chơi. Hẳn là nhiều nhất chỉ cần 5 năm A, hắn âm thầm đoán chừng. Ngay cả bùi thanh hải cũng cơ hồ bị miểu sát, tự nhiên không có khả năng có người lại đi khiêu khích lăng hàn, đi ngấp nghé nữ hoàng, có cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Thời gian lặng yên mà qua, cốc hợp nghĩa không có xuất hiện, tựa hồ tiên quả không thành thục hắn sẽ không hiện thân. Lăng hàn cũng không quan tâm, hiện tại trong mắt hắn chỉ có tiên quả, chỉ cần hắn xông lên tầng 6, quản ngươi là ai, hết thảy chân áp cứ như vậy bốn năm qua đi ngày hôm nay tiên quả tràn ra mùi thơm trở nên vô cùng sâu đậm để cho lỗ chân lông của người ta cũng mở ra phiêu phiêu dục tiên tuyệt thế tiên quả vô thượng đại dược ha 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 ở trong tiếng cười dài chỉ thấy một bóng người lục sắc từ đằng xa bay xè tới mới đầu vẫn còn vô cùng xa nhưng nháy mắt đã xuất hiện ở phía trên hồ nước mọi người ai cũng tràn đầy kính sợ kia là một lão nhân bận áo màu xanh lá trên người quấn quanh lấy tám đạo dị sắc tiên quả sắp thành thục các đại nhân vật rốt cuộc xuất hiện. Huyền Thanh lưu ba quả này, Phó Vân Hải ta nhận. Thanh Y Tiên Vương cười ha ha, trực tiếp ra tay nắm tới. Phó Huynh, người quá tham lam rồi. Âm thanh vang lên, một đạo kim quang đã sớm đánh qua, đánh tới trên tay của Phó Vân Hải. Oanh, cự thủ này lập tức nghiền nát, kim quang cũng đồng thời chôn vùi. Nghiêu Thương Ngọc, Phó Vân Hải lạnh lùng nói, nhìn về một chỗ. Hưu, kim quang lóe lên, lại một tiên vương tầng 8 xuất hiện, hắn chỉ cao ba thước, chính là một người lùn, nhưng ai cũng không dám xem thường hắn, toàn thân khí huyết bốc lên như nộ long, chỉ sợ tùy ý một đạo cũng có thể trấn áp tiên vương tầng 6. Người lùn này đúng là Nghiêu Thương Ngọc, hắn quét bốn phía một vòng, phát ra tiếng cười quái dị. Điều Hữu tiết thành bạch, Dung văn lâm, hạ nghĩa, cả đám đều có đầu lại làm gì, chẳng lẽ muốn kiếm tiện nghi. chương 2951, đặc biệt tới chém ngươi. Bị hắn nói như vậy, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh lập tức bắn ra, mỗi cái đều là tiên vương tầng 8, khí thế kinh người. Tiên vương tầng 8A, cách tiên đạo đỉnh phong chỉ kém một bước mà thôi. Nhưng người cuối cùng lại chậm rãi từ chân trời đi tới, hai tay chắp sau lưng, từng bước một đi tới, vô cùng tiêu sái, nhưng vô luận xem như thế nào cũng tràn đầy hương vị trang bức. Trên người hắn quấn quanh bảy đạo dị sắc, chứng minh hắn chỉ là tầng 7 mà thôi, lại có thể cùng tiên vương tầng 8 đặt song song, xác thực có tư cách trang bức. Hạ nghĩa, không, cốc hợp nghĩa, Ánh mắt lăng hàn nhảy lên, hắn đứng lên, cốc hợp nghĩa, tiêu anh hùng, miêu hóa, đây là ba người hiện tại hắn muốn giết chết nhất. Nếu người đều đủ, liền tới quyết định huyền thanh lưu ba quả thuộc sở hữu A. như thương ngọc nói ra, sáu người, mỗi người một phần sáu, như thế nào? Không thế nào, cốc hợp nghĩa lắc đầu, ta muốn một nửa, ngươi, năm người như thương ngọc đều mở chừng hai mắt, thằng này mở miệng muốn một nửa, vậy bọn họ chẳng phải chỉ có thể phân đến một phần mười các ngươi đều đã đạt đến tầng 8 đỉnh phong, một phần 10 tiên quả đủ để cho các ngươi đi trùng kích tầng 9 rồi. Cốc hợp nghĩa nhàn nhạt nói, hắn mới là tầng 7 đỉnh phong, đừng nói một miếng huyền thanh lưu ba quả, dù 10 miếng hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Hừ, vạn nhất lần thứ nhất trùng kích thất bại thì sao? Điêu hữu lạnh lùng nói, vậy bổn tỏa cũng muốn một nửa, ngươi, không xứng, cốc hợp nghĩa nhìn hắn một cái, trực tiếp khinh bỉ đối phương. Lớn mật, điêu hữu nhìn hầm hầm cốc hợp nghĩa, như thế nào, muốn chết phải không? Cốc hợp nghĩa suy nói. Hạ nghĩa, chúng ta biết rõ người rất cường đại, rất yêu nghiệt, nhưng nơi này là có 5 tên tiên vương tầng 8 đỉnh phong. như thương ngọc nói ra, ánh mắt lập lè, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cốc hợp nghĩa cười ha ha, các ngươi loại cặn bã này, dù ba người liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Nhưng chúng ta có 5 cái, Tiết Thành Bạch nói, nhưng lại chấp nhận cốc hợp nghĩa cường đại. Cốc hợp nghĩa không nói gì, mà trực tiếp lộ ra một thanh kiếm, lập tức hàn quang trùng thiên, trói mắt sinh hoa. Tiên khí, khuôn mặt năm người như thương ngọc lập tức đắng chát, chỉ là cốc hợp nghĩa một người có thể địch nổi ba tiên vương tầng 8 đỉnh phong, mà cộng thêm một tiên khí, vậy một địch năm cũng không thua. Xem như ngươi lợi hại, ngươi lấy một nửa liền một nửa, năm người như thương ngọc đều thỏa hiệp, thật muốn đánh nhau, có lẽ bọn hắn có thể thắng, nhưng tuyệt đối là thắng thảm, hơn nữa bị tiên khí chém một cái, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Cốc hợp nghĩa mây trôi nước chảy, Tuy bức năm tiên vương tầng 8 cúi đầu, nhưng hắn không hề vui mừng gì, bởi vì trong mắt hắn, cái này quá bình thường rồi. Hắn tương lai sẽ trở thành thiên tôn, áp đảo mấy tiên vương tầng 8 lại tính toán cái gì? Không hổ là hạ nghĩa đại nhân, thật sự là uy phong bát diện, lấy tầng 7 lại ép năm tiên vương tầng 8 cúi đầu, đây tuyệt đối có thể truyền lưu muôn đời. Tất cả mọi người vô cùng kích động, một màn này làm bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, coi cốc hợp nghĩa là thần tượng. Lục đại tiên vương tầng 8 nhao nhao bay vào trong hồ, nếu như đã làm ra quyết định, hiện tại chính là lúc thu hoạch. Xoát, đúng lúc này, chỉ thấy một đạo kiếm quang xẹt qua, sáng chói, chói mắt, để cho tất cả mọi người không tự chủ được nhắm mắt, nhưng lập tức mở ra, đây chính là kiếm quang A, nhắm mắt không phải muốn chết sao. Kiếm quang xẹt qua, sáu người cốc hợp nghĩa lại bị bước lui, không dám tiếp tục rơi vào trong hồ. Một người cầm kiếm đứng ở bên hồ, thanh sam bồng bềnh, giật động như tiên. Đúng là Lăng Hàn, cái này, thằng này điên rồi sao? Hạ Nghĩa đại nhân còn không có tìm hắn tính sổ, hắn rõ ràng dám chủ động đứng ra. Hơn nữa, đồng thời công kích Lục đại cường giả, hắn cho rằng mình là Hạ Nghĩa đại nhân sao? Tất cả mọi người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái thế giới này bọn hắn đã xem không hiểu rồi. Lục đại cường giả đồng thời nhìn về phía Lăng Hàn, thấy Lăng Hàn chỉ là Tiên Vương tầng 5, không ai không lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này cũng quá khoa trương đi, ăn hết long đảm sao? cốc hợp nghĩa thì cười ha hả nguyên lai là ngươi đặc biệt tới chém ngươi lăng hàn nhàn nhạt nói ta nên gọi ngươi trương tam hay là lý tứ cốc hợp nghĩa không sao cả nói tuy lăng hàn yêu nghiệt hơn hắn nhưng lúc trước đã bị hắn và đám người tiêu anh hùng giết như chuột chạy qua đường hắn như thế nào lại để ở trong lòng ta là lăng hàn lăng hàn nói a à, quản ngươi tên gì nếu để ta thấy ngươi hôm nay ngươi hẳn phải chết cốc hợp nghĩa mặt mũi tràn đầy khinh thường chỉ là nói đến câu này hắn mới toát ra sát ý mãnh liệt. Người này so với hắn còn muốn yêu nghiệt, trên người tất nhiên cất giấu đại bí mật, hắn muốn giết. Bất quá, hiện tại ta không đếm xỉa tới ngươi, ngươi trước hết ở chỗ này đợi a. À. Hắn chào một cái, thiên địa quy tắc hóa hình, đúng là bị hắn ngưng tụ thành một người, hắn lại rót vào một tia thần thức, chỉ thấy quy tắc hình người kia lập tức đầy đặn, giống như thật. Quy tắc hình người giết về phía lăng hàn, oanh, nó tản ra khí thức vô cùng cường đại, ngay cả tiên vương tầng 7 cũng phải run sợ, Trời ạ, à, hạ nghĩa đại nhân rõ ràng cường đến trình độ như vậy. Tùy tiện rút ra quy tắc, rót vào một tia thần hồn liền có thể có được chiến lược nhiên áp tầng 7. Thiên tài, thiên tài, tất cả mọi người khiếp sợ đến ra đầu run lên, ngay cả năm người như thương. Ngọc cũng vô cùng kiêng kỵ, người trẻ tuổi này thật sự là đáng sợ, nếu như đối phương đột phá đến tầng 8, vậy năm người bọn họ cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Ai, người trẻ tuổi lăng hàn kia cần gì phải tự tìm đường chết chứ? thực lực của hai người căn bản không phải một cấp bậc, hiện tại cốc hợp nghĩa còn muốn trước thu tiên quả, một khi hắn rảnh tay, như vậy diệt lăng hàn chỉ là chuyện nhất nghiệp. Xoát, một đạo kiếm quang xẹt qua, chỉ thấy quy tắc hình người kia đã bị chém thành hai đoạn, lung lay rung động, còn muốn lần nữa hợp lại, nhưng lực lượng hủy diệt trùng kích, nó lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ. Tồn tại có thể trấn áp tiên vương tầng 7, rõ ràng bị một kiếm chém chết. Ông trời của ta, tất cả mọi người ôm đầu kinh hô, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. chương 2952, cưỡng đoạt tiên quả. Lăng Hàn thu kiếm, thản nhiên nói, ta nói, đặc biệt tới chém ngươi, vừa rồi cốc hợp nghĩa ung dung mà đến, để cho tất cả mọi người cho là hắn trang bức. Bất quá, so sánh với Lăng Hàn hiện tại, lại kém quá xa. Tất cả mọi người nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu cùng kính sợ, đương nhiên còn có chán ghét, dù sao đại bộ phận người cũng đã đoán được, Lăng Hàn cùng nữ hoàng chính là người từ bên ngoài đến lịch lãm rèn luyện. Một tiên vương tầng 5, sao có thể cường đến trình độ như vậy? Cốc hợp nghĩa cũng không khỏi lộ ra vẻ thận trọng, tuy quy tắc hình người kia chỉ là hắn tiện tay ngưng ra, nhưng lại là chiến lược tầng 7 đỉnh phong hàng thật giá thật, lại bị Lăng Hàn một kiếm chém chết. Nhưng hắn lập tức lộ ra vẻ khinh thường, bất quá ỷ vào tiên khí trị uy mà thôi. Đám người như thương ngọc tiên vương không nói, liếc nhìn nhau, sau đó dùng ánh mắt rất mịt mờ trao đổi, một khi hai người này đánh nhau bọn hắn liền cướp lấy tiền quả như vậy mỗi người có thể phân đến một phần năm so với trước ước định nhiều ra gấp đôi lang hàn đi về phía trước từng bước một lên không cùng sáu cường giả đặt song song lúc trước mọi người liền tính toán biết rõ hắn rất yêu nghiệt cũng tuyệt đối không cho rằng hắn có thể so sánh với đám người cốc hợp nghĩa như thương ngọc nhưng hiện tại mọi người không cho là như vậy rồi đây là vì cự đầu thứ bảy hiện tại ngươi liền muốn chết sao cốc hợp nghĩa lạnh lùng nói hắn quá khó chịu rồi, tiên quả ngay ở trước mắt, có được có thể để hắn lên tầng 8. Ở tiên vương khác, dùng tiên quả càng nhiều nữa chỉ là có thể tăng lên tu vi, nhưng đối với đẩy ra đại môn cảnh giới không có trợ giúp quá lớn, nhưng hắn bất đồng, hắn là đế tinh, bình chướng cảnh giới đối với hắn là không tồn tại. Chém ngươi mà thôi, ánh mắt lăng hàn lạnh lùng, hắn tự hỏi không có đắc tội ba người cốc hợp nghĩa, nhưng bọn hắn lại đuổi giết vào tiên vương mộ địa, thực coi hắn dễ khi dễ sao. Sõng sạc cốc hợp nghĩa lãnh đạm nói bỗng nhiên một trưởng oanh tới lăng hàn ông quy tắc ngưng tụ hóa thành một cự thủ màu xanh từ trên trời giáng xuống chụp về phía lăng hàn lăng hàn tay trái ngưng quyền oanh tới bầu trời bành không gian chấn động cự thủ lập tức bị chấn nát bấy không được tốt lắm lăng hàn nói thấy một màn như vậy mọi người không khỏi hưng phấn lên lăng hàn xác thực không kém gì cốc hợp nghĩa a trời ạ à, đây chẳng qua là tiên vương tầng 5, muốn điên rồi muốn điên rồi, đây tuyệt đối phá vỡ thiết luật võ đạo, tiên vương tầng 5 lại có được chiến lược tầng 8, không, là tầng 8 đỉnh phong, cái này còn để cho người khác sống hay không? Cho người sống lâu vài ngày, thật đúng là sai lầm. Cốc hợp nghĩa giết ra, lúc trước Lăng Hàn không phải là đối thủ của hắn, đối bính liền chỉ có phần bị trọng thương, một đường chạy trốn. Mà thời gian này không có tìm ra đối phương tiêu diệt, lại để cho người này đột phá tầng 5, đã có được năng lực uy hiếp mình. Ha ha, Chẳng lẽ ta còn phải cảm tạ các ngươi nhân từ?" Lăng Hàn cười nhạo, nếu không phải hắn ý chí cứng cỏi, thực lực cũng bất phàm, sớm đã bị ba người Cốc Hợp Nghĩa giết chết. Hiện tại chém ngươi cũng không muộn, Cốc Hợp Nghĩa giết tới, tiên kiếm đã không chút do dự tế ra, không dám có bất kỳ dò xét đối với Lăng Hàn. Câu nói kia trả lại cho ngươi, dõng sạc, lại tặng thêm một câu, mơ mộng hão huyền. Lăng Hàn cũng nắm lên tiên ma kiếm nghênh tiếp, đinh, hai thanh tiên khí đụng vào chung một chỗ, sau đó oanh một cái, đáng ra sát khí vô tận vọt về phía bốn phương tám hướng. Cái này ngay cả tiên vương tầng 8 cũng phải kiêng kỵ, ai cũng nhao nhao tránh ra. Đinh đinh đinh, bành bành bành, hai đại cường giả, thiên kiêu, yêu nhiệt không ngừng đối oanh, thi triển hết có khả năng. Lại là, cân sức ngang tài, tất cả mọi người kinh bạo, lúc trước cốc hợp nghĩa dùng giết chóc đã chứng minh thực lực của mình, thắng được địa vị cường giả, mà bây giờ lăng hẳn cũng giống như vậy, lấy cốc hợp nghĩa làm đá kê chân, nhất chiến thành danh. Không không không, hiện tại chỉ là so đấu chiến lược thông thường, không có dùng tuyệt chiêu, cho nên cái nào càng mạnh hơn nữa còn không nhất định. Ta cho là hạ nghĩa đại nhân, dù sao cảnh giới chiếm ưu thế. Ta cảm thấy là lăng hàn, dám chủ động khiêu chiến, không có cực kỳ nắm chắc quyết sẽ không dám đứng ra. Ta ủng hộ hạ nghĩa đại nhân, ta ủng hộ lăng hàn, hai đại thiên kiêu chiến đấu, mà năm tên tiên vương tầng 8 lại lộ ra cười lạnh, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía huyền thanh lưu ba quả. Chính là vào lúc này bọn hắn nhao nhao khởi hành bay về phía mặt hồ muốn cướp đoạt tiên quả soát soát hai đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống chém tới bọn hắn hai đạo kiếm khí này cũng không phải là cùng một người đánh ra nhưng uy lực đều khủng bố đến làm cho người kinh sợ để cho năm người như thương ngọc không thể không tránh nếu không cả người cũng có thể bị chém đứt bởi vì đây là tiên khí đánh ra lăng hàn cốc hợp nghĩa bọn hắn đánh quy đánh nhưng làm sao để cho người lấy tiện nghi bởi vậy năm người như thương ngọc khẽ động bọn hắn liền không hẹn mà cùng ra tay, đánh lén năm đại tiên vương tầng 8. Đáng giận, năm người như thương ngọc đều chửi nhỏ, hai hậu bối này cũng quá độc ác, đánh liền đánh đi, rõ ràng còn đề phòng bọn hắn. Mặc kệ, đúng, nếu như đã vạch mặt, còn quản cái gì? Năm người nhao nhao đánh về phía tiên quả, nếu có thể dựa vào tiên quả rảo bước tiến lên tầng 9, vậy quản hắn khi gió hạ nghĩa, lăng hàn gì, hết thảy có thể một tay chân áp. Lăng hàn thét dài một tiếng, vung cốc hợp nghĩa, cầm kiếm mà xuống. So sánh với nhau, hiện tại nhất định là huyền thanh lưu ba quả càng thêm trọng yếu, tiên quả chỉ có một, bị người đoạt sẽ không có, cốc hợp nghĩa lại có thể để đó về sau lại giết. Cốc hợp nghĩa cũng nghĩ giống như vậy, hắn vung vẩy tiên kiếm, nhưng lại trực tiếp đánh về phía tiên quả. Trước cầm tiên quả, lại giết lăng hàn, nghĩ khá lắm, lăng hàn cười lạnh, một kiếm xẹt qua, chém về phía cốc hợp nghĩa. Giết, trang diện lập tức loạn thành một đoàn, bảy cường giả một hồi quần ẩu lẫn nhau, một hồi lại trùng kích về phía tiên quả, kết quả bị sáu người khác vây đánh. Cái này không ra tay với tiên quả khá tốt, ai muốn ra tay người đó là công địch. Thực lực của Lăng Hàn, cốc hợp nghĩa cũng phi phàm, nhưng ở dưới tình huống lẫn nhau là địch, tuyệt không có khả năng khiêng được năm cường giả tầng 8 vây công. Bọn họ cũng như thế, huống chi đám người như Thương Ngọc. chương 2953, Đại Phiền Toái. Bảy người đánh cho kịch liệt, nhưng lại là một khốn cục, dù ai cũng không cách nào trước tiên phá vây ông 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 từng đạo tinh thần trùng kích cũng vận chuyển ra tất cả mọi người muốn chấn người khác ngất đi từ đó thừa cơ ngắt lấy tiên quả nhưng trong bảy người có sáu cái nắm giữ đại chiêu như vậy tuyệt không phải ai có thể đỗ trạng nguyên chiến 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 đấu đến thiên hôn địa ám chiến đấu đến quỷ khóc thần gào tiên vương tầng bảy ngay cả tư cách khoảng cách gần quan chiến cũng không có không thể không lui ra xa một ngày hai ngày ba ngày thời gian chậm rãi đi qua bảy đại cường giả chiến đấu lại còn không có kết quả. Trong nội tâm lăng hàn hung ác, hắn cũng không muốn một mực dây dưa như vậy. Hắn thét dài một tiếng, vận chuyển bất diệt thiên kinh, vô số phù văn kim sắc hiển hiện ở trên người, tăng lực phòng ngự lên tới một trình độ không thể tưởng tượng. Giết, lăng hàn phóng tới tiên quả, cái này dẫn tới sáu cường giả nổi giận, đồng thời triển khai cuồng oanh loạn tạc với hắn, thế nhưng hiện tại lăng hàn cơ hồ là kim cương bất hoại, ngay cả tiên vương tầng 9 ra tay cũng có thể trọi cứng vài cái bành 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 vô số công kích nổ tung ở trên người của hắn nhưng lăng hàn lại càng lên càng nhanh hắn ra tay nắm về phía tiên quả dám sáu người cốc hợp nghĩa đều giống to công kích như biển động tiết ra từng đạo tinh thần trùng kích cũng đánh qua ngô lăng hàn kêu rên hiện tại bất diệt thiên kinh tập trung thủ hộ thân thể đối với thần hồn bảo hộ yếu nhược chút ít để cho hắn nhịn không được phun ra một búng máu thân hình lảo đảo nhưng hai mắt hắn vẫn sáng ngời cố định bắt về phía tiên quả chết cốc hợp nghĩa chém ra một kiếm, xoát, kiếm khí tung hoành, cái tiên khí này cực kỳ đáng sợ. Phốc, phía sau lưng lăng hàn lập tức vẩy ra máu tươi, nhưng y nguyên không thể ngăn cản cước bộ của hắn, tay trái nắm lấy, tiên quả đã rơi vào trong tay của hắn. a à, sáu cường giả đồng thời nổi giận, đây là bảo vật bọn hắn nguyện nhất định phải có, cũng ở nơi đây chờ đợi đã lâu, lăng hàn triệt để đốt lên phẫn nộ của bọn hắn. Oanh, tuyệt chiêu xuất hiện, nhao nhao bắn về phía lăng hàn. Vốn Lăng Hàn có thể vận chuyển bất diệt thiên kinh không sai biệt lắm một canh giờ, nhưng ở dưới nhiều cường giả liên thủ tề oanh như vậy, phù văn trên người hắn đã bắt đầu lập lòe bất định. Khá tốt, hắn rốt cục không cần trọi cứng. Hưu, hắn triển khai quy tắc không gian, một bước đi đến bên người nữ hoàng, thò tay nắm, nữ hoàng liền bị hắn đưa vào tiên khách cư, hắn cũng thuận tay ném tiên quả đi vào, chuyển qua cho nữ hoàng một đạo thần niệm. Sau đó hắn cười ha ha, xoay người lại, trực diện sáu cường giả đang phẫn nộ đến bạo phát giao tiên quả ra, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Như Thương Ngọc nói, bổn tọa chỉ cần một phần người, chỉ cần giao cho bổn tọa, bổn tọa có thể lập tức rời đi. Điêu hữu thì lui một bước, bổn tọa cũng chỉ cần một phần người, lập tức rời đi. Dung Văn Lâm nói, sáu cường giả từng cái tỏ thái độ, ngoại trừ cốc hợp nghĩa, mỗi người đều chỉ muốn một phần người tiên quả, cái này giống như lúc trước bọn họ ước định với cốc hợp nghĩa, là điểm mấu chốt bọn hắn có thể tiếp nhận về phần lăng hàn cùng cốc hợp nghĩa làm sao phân phối tiên quả còn lại vậy thì không liên quan chuyện của bọn hắn ha ha các ngươi suy nghĩ quá nhiều lăng hàn nhàn nhạt nói hiện tại xéo đi ta còn có khả năng tha các ngươi không chết nếu không các ngươi cũng không cần đi để tánh mạng ở lại chỗ này a à. thật là một cuồng đồ cuồng đến không có biên giới rồi cùng tiến lên sáu cường giả đều bị chọc giận dùng ra đại chiêu oanh về phía lăng hàn lăng hàn lấy trốn tránh làm chủ Tiên ma kiếm vô kiên bất tồi, ở dưới chúng cường giả vây công thủ vô cùng ương ngạnh, nếu không phải tinh thần trùng kích quá mức đáng sợ, hắn thậm chí có thể không thương tích thủ đến cùng. Chạy là không chạy thoát được, sáu cường giả đã tập trung hắn, vận dụng đại năng lực khóa lại không gian phụ cận, một người không thể nào làm được, nhưng sáu người liên thủ lại không khó. Hơn nữa, Lăng Hàn cũng không có tính toán chạy, chiến chiến chiến, tay phải của Lăng Hàn chém động tiên ma kiếm, tay trái thì vận chuyển ra tam lôi thuật, lại lấy cử hóa thiên kinh gia trì, lực công kích vô cùng cuồng bạo, mà ở phương diện phòng ngự, bất diệt thiên kinh cũng không phải ăn chay, thay hắn hóa giải tình hình nguy hiểm nhiều lần. Một người độc chiến sáu cường giả, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn đã đủ đánh giá cao lăng hàn rồi, nhưng phát hiện vẫn coi thường người này, cái này nghịch thiên đến không giảng đạo lý rồi. Thủ không thể lâu, tổng sẽ xuất hiện sai lầm, đó chính là tử kỳ của hắn. Cốc hợp nghĩa lạnh lùng nói, ý chí của hắn kiên định, một chút cũng không lay được thiện, năm người như Thương Ngọc cũng đồng ý cái nhìn của hắn, nhao nhao công kích. Một ngày, 10 ngày, một tháng, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bọn họ đều đánh ra chân hỏa, nhất định phải chém dụng Lăng Hàn. Trên người Lăng Hàn vết thương trồng chất, dù sao đây chính là sáu chiến lược tầng 8A, hơn nữa tinh thần trùng kích đáng sợ, có thể duy trì đã bất phàm, làm sao có thể không bị thương. Nhưng Lăng Hàn lại càng thương càng cường, thét dài một tiếng, chiến ý của hắn như sắt, phản kích lăng lệ ác liệt, tiên ma kiếm diệu chuyển, Kiếm khí hoành vũ. Ba tháng, nửa năm, Lăng Hàn có chút dừng lại, đột nhiên bắt đầu cường thế phá vòng vây. Mơ tưởng, sáu cường giả cười lạnh, bọn hắn đã phong tỏa không gian, Lăng Hàn muốn đánh vỡ ít nhất phải 10 tức, đầy đủ bọn hắn đuổi theo, oanh giết. Nhưng Lăng Hàn lại hất tay lên, chỉ thấy một bóng người tuyệt mỹ xuất hiện, trên người dương động lên khí tức cường đại mà không ổn định. Là nữ hoàng, nàng vẫy tay một cái, hưu, Lăng Hàn lập tức tung tới nàng, thân hình cấp tốc thu nhỏ lại sau đó liền không có vào tiên khách cư rồi đáng chết sáu cường giả đều gầm nhẹ sao người nếu không chết bọn họ đều vô cùng cường thế ngay cả cốc hợp nghĩa cũng bỏ qua ái mộ với nữ hoàng lăng hàn phải chết nếu không hậu hoạn vô cùng nữ hoàng chẳng thèm ngó tới căn bản chẳng muốn trả lời bắt nàng sáu cường giả đều muốn ra tay không thể cho lăng hàn cơ hội thở dốc chữa thương loại người này thật đáng sợ một khi để cho hắn khôi phục lại Nói không chừng chiến lực sẽ nâng cao một bước. Nữ hoàng cười cười, lãnh diễm khuynh thành, để cho thiên địa thất sắc, nhưng mà, mây đen cuồn cuộn, uy áp đáng sợ trùng kích. Chương 2954, tuyệt cảnh cuộc chiến 1. Thiên kiếp, là thiên kiếp đến rồi. Nữ hoàng ở trong tiên khách cư đã luyện hóa một bộ phận huyền thanh lưu ba quả, khiến cho tu vi tiến nhanh, thời gian lưu gia tốc, nàng đã đạt đến tầng 5 đỉnh phong, có được tư cách trùng kích tầng 6. Thiên kiếp xuất hiện, ai còn dám ra tay? quấy nhiễu người khác độc kiếp đây là đại bất kính đối với thiên địa hậu quả vô cùng nghiêm trọng lục đại tiên vương đồng thời thu tay lại lại ra tay chính là gây khó dễ với mình rồi ánh mắt của cốc hợp nghĩa lập lòe hắn là siêu cấp đế tinh ở trên ý nghĩa nhất định không sợ thiên kiếp nhưng nữ hoàng chính là đối tượng hắn hâm mộ nếu không tất yếu hắn thực không muốn xung đột vũ trang với nàng nhưng chỉ do dự một cái hắn liền kiên định tín nhiệm lang hàn khẳng định cũng là đi luyện hóa tiên quả nếu để cho hắn cũng bắt đầu trùng kích tầng 6. Vậy thì xong đời, ở dưới điều kiện tiên quyết này, nữ hoàng thì như thế nào? Giết, cốc hợp nghĩa tung kiếm phi ra, dù thiên kiếp đã công kích, nhưng hắn vẫn tấn công nữ hoàng. Lớn mật, nữ hoàng hừ lạnh, hai tay chấn động, hai thanh tiên kiếm đồng thời xuất hiện ở trong tay nàng, thời điểm lăng hàn tiến vào tiên khách cư, đã giao tiên ma kiếm cho nàng. Cốc hợp nghĩa không khỏi giật mình, hai thanh tiên khí. Mọi người cũng giật mình, hai thanh tiên khí soát nữ hoàng không chút do dự, song kiếm cùng chém, kiếm khí sông lên trời. Hai thanh tiên kiếm hợp bích, cái này quá bất phàm rồi, hơn nữa nữ hoàng sắp đột phá tầng 6, chiến lược bản thân có thể so sánh tầng 7 hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, đủ để tiên khí chém ra uy năng tầng 8. Chỉ là một người cốc hợp nghĩa, nữ hoàng có thể ngăn cản. Cốc hợp nghĩa gào thét, lúc này nói không chừng lăng hàn đã dùng tiên quả, tuy hắn còn có thể luyện hóa bản thân lăng hàn, chất lọc tinh hoa, nhưng cảm giác này tự nhiên là hỏng bét, hắn cũng không phải ác ma ăn thịt người. Hắn muốn mau chóng chân áp nữ hoàng, bắt Lăng Hàn tới tiêu diệt, nếu không mỗi qua một phần, Lăng Hàn sẽ luyện hóa nhiều một phần tiên quả. Nữ hoàng không sợ, tuy chiến lực của cốc hợp nghĩa ở trên nàng, nhưng đối phương độ lại là đại kiếp tầng 7, có thể phân ra bao nhiêu tinh lực tới công phạt mình. Ít nhất trong một ngày, nàng có thể thủ được bốn bể yên tĩnh, nhưng thiên kiếp tán đi, năm cường giả tầng 8 cũng sẽ gia nhập hàng ngũ vây công, đến lúc đó mới thật sự phiền toái. Nữ hoàng chiến cốc hợp nghĩa, tịnh không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, còn có thiên kiếp tham gia náo nhiệt, hơn nữa là quân chủ lực tuyệt đối, bổ đến hai đại thiên kiêu không ngừng đông tránh tây trốn. Loạn tinh thiên tử, người cần gì si mê tiểu tử kia như thế? Cốc hợp nghĩa thấy không có cách nào cầm xuống nữ hoàng, liền cải biến sách lược, bắt đầu đào góc tường. Hắn căn bản không xứng với ngươi, nữ hoàng không nói, chỉ chém xong kiếm nhanh hơn, dùng cái này làm như đáp lại ta sẽ yêu ngươi hơn tên kia gấp trăm lần. Cốc hợp nghĩa nói, buồn nôn, nữ hoàng khiển trách, cốc hợp nghĩa hít một hơi thật sâu, đối với nữ hoàng đã không ôm lấy tưởng tượng, dù hắn còn muốn chiếm hữu nữ hoàng, đó cũng là lấy man lực chân áp, trực tiếp đoạt thân. Đây là người bức ta, hắn nói nhỏ, tiên khí trong tay chém ra, quang mang vạn trường. Thập sát đoạt hồn kiếm, hắn thả ra đại chiêu, một kiếm rượu không, câu hồn đoạt mệnh. Ông, tinh thần trùng kích cũng đồng thời phát động, trùng kích về phía nữ hoàng. Nữ hoàng lập tức đại nguy, thiên kiếp vốn là chuyện vô cùng kinh khủng, còn bị một siêu cấp đế tinh tầng 7 đỉnh phong phát động đại chiêu tấn công mạnh, tự nhiên làm cho nàng áp lực cực lớn. Đây là hoàn cảnh xấu khi kém một cảnh giới, kém thật sự là nhiều lắm. Nữ hoàng một bên đánh một bên lui, hiện tại thiên kiếp tàn sát bừa bãi, lúc trước sáu cường giả bố trí xuống phong tỏa tự nhiên là thùng rỗng kêu to, cái gì cũng không có khả năng ngăn cản được thiên kiếp, tự ý nào đó mà nói, cái này đã vượt qua quy tắc. Cốc hợp nghĩa liên tục tiến sát, thời gian lưu cho hắn không nhiều, nếu không thể mau chóng chân áp nữ hoàng, đến lúc đó cho dù bắt được lăng hàn, đối phương cũng đã luyện hóa được tiên quả không sai biệt lắm. Hắn muốn đột phá tầng 8, hắn nhất định phải mau chóng đột phá tầng 8, lúc này mới có thể cùng tiên vương tầng 9 tranh phong. Công kích của hắn càng ngày càng mãnh liệt, mà nữ hoàng cũng thủ vô cùng ương ngạnh, mấu chốt là hắn chỉ có thể dùng một bộ phận lực lượng ở trên công kích, nếu không thiên kiếp sẽ không quản ngươi là đế tinh hay cái gì khác, chiếu bổ không lầm. Nữ hoàng thủ ương ngạnh, rất nhanh, một ngày trôi qua, thiên kiếp tiêu tán. Năm người Phó Vân Hải đồng thời xuất kích, triển khai vây công về phía nữ hoàng. Đây chính là suốt 6 chiến lược tầng 8, dù nữ hoàng đột phá tầng 6, còn có hai thanh tiên khí, nhưng không cách nào địch nổi, lập tức bị đánh thổ huyết. Ngay cả 10 chiêu cũng không có chống đủ, nữ hoàng không thể không lui vào tiên khách cư, nếu không nàng chính là tự tìm đường chết rồi. Ân, cái này cũng quá rõ ràng, bởi vậy 6 cường giả đồng thời theo dõi tiên khách cư, dù có khi thiên thuật ra chỉ cũng không được. Không gian thần khí, Tiết Thành Bạch khinh thường nói, một quyền oanh tới. Ông, tiên kim tỏa sáng, chấn động ra gợn sóng đáng sợ, đáp lễ về phía Tiết Thành Bạch. Tiết Thành Bạch không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng thả người nhảy lên, tránh đi gợn sóng. Tiên kim sẽ không tự chủ công phạt, nhưng thời điểm bị công kích, lại có thể bắn ngược tổn thương, cái này liền khủng bố rồi, kèm theo lực phá hoại của tiên kim, không có chiến lược tầng 9 là không thể ngăn cản tiên kim tạo thành không gian dung khí, thấy thế, chúng cường giả đều kinh hô, quá xa xỉ, người khác ngay cả một kiện tiên khí cũng không có, bên này lại cầm tiên kim đúc không gian tiên khí. Thì tính sao, cốc hợp nghĩa cười lạnh, cái tiên khí này chỉ là chính bọn hắn luyện chế, không có tiên vương tầng 9 bố trí xuống trận văn, không khó phá giải. Đúng, đám người như thương ngọc gật đầu, đến, liên thủ chung một chỗ phá giải, sáu cường giả lần nữa liên thủ, nhưng lần này không phải hợp kích lăng hàn hay nữ hoàng, mà là nhầm vào tiên khách cư. Bọn họ đều tham lam, đây chính là tiên kim tạo thành, dù đoạt tới không luyện thành binh khí, chỉ là một món không gian tiên khí như vậy cũng đã thuộc loại châu bò, bố trí xuống tuyệt thế trận văn, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng có thể không sợ. chương 2955, tuyệt cảnh cuộc chiến 2 Đây là lang hàn lấy tu vi tầng 5 bố trí xuống trận văn, bởi vậy không khó phá giải, gần kề chỉ nửa ngày, sáu cường giả liền lộ ra cười lạnh. Thành, Lăng Hàn, chịu chết đi, Bọn hắn đang muốn đi vào, chỉ thấy hoa mắt, một đạo nhân ảnh bay vụt ra. Lăng Hàn, năm người như thương ngọc đều lui ra phía sau vài bước, bọn hắn qua kiêng kỵ Lăng Hàn rồi, hơn nữa bọn hắn càng sợ Lăng Hàn đã luyện hóa tiên quả, thực lực nâng cao một bước. Không cần sợ, chỉ một ngày rưỡi thời gian, hắn căn bản không có khả năng luyện hóa tiên quả. Cốc hợp nghĩa lập tức nói, trước tiên phát động công kích. Tay phải của Lăng Hàn chấn động, tiên ma kiếm ra. Đinh đinh đinh, hai đại thiên kiêu lần nữa kịch chiến xác thực như cốc hợp nghĩa nói, dù lăng hàn có thể chất thời gian, nhưng một ngày rưỡi vẫn không đủ để cho hắn luyện hóa tiên quả, tăng tu vi lên tới tầng 5 đỉnh phong, đi trùng kích tầng 6. Nhưng hắn không thể không đi ra, bởi vì trận pháp của tiên khách cư đã bị phá vỡ, để địch nhân tiến vào, đến lúc đó hắn chẳng những cũng bị bước ứng chiến, còn để cho chư nữ đối mặt nguy hiểm. Thấy thực lực của Lăng Hàn cũng không có tăng lên bao nhiêu, năm người như Thương Ngọc đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhao nhao ra tay. Lăng Hàn chiến, dù hắn còn không có đột phá, nhưng chiến lực cao hơn nữ hoàng, quyền, kiếm cùng ra, hắn bắt đầu phá vòng vây, bốn phía phong tỏa vừa rồi đã bị thiên kiếp phá hủy. Mơ tưởng, năm người như thương ngọc vội vàng nhảy ra, ở bốn phía lần nữa bố trí xuống phong tỏa. Lang Hàn cười lạnh, các ngươi đã muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Sắp chết đến nơi, cốc hợp nghĩa thủy chung dây dưa lấy Lăng Hàn, không cho hắn có cơ hội thoát thân, mà năm người như thương ngọc sau khi bố trí xuống phong tỏa, lần nữa giết tới, cùng cốc hợp nghĩa liên thủ trấn giết Lăng Hàn. Tiểu tử này khí huyết trùng thiên, bản thân chính là một bảo dược, chúng ta cầm đi luyện hóa, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá tầng 9. Điều Hữu nói, ánh mắt quét tới quét lui ở trên người Lăng Hàn, không hề cố kỵ. Hắn ý tứ này, chính là muốn tươi sống luyện hóa Lăng Hàn thành dược, sau đó dùng. Đúng vậy, thể thuật kinh người như thế, đây tuyệt đối là một bảo dược. Dung Văn Lâm gật đầu, còn lè lưỡi liếm một cái, đạt tới độ cao như bọn hắn trong mắt chỉ có một việc, cái kia chính là trùng kích tầng 9. Ở dưới điều kiện tiên quyết này, bọn hắn có thể bỏ qua hết thảy đạo lý, luân thường. Giết, những tiên vương này công kích càng thêm cuồng bạo, bọn hắn biết rõ đã không có khả năng đạt được huyền thanh lưu ba quả rồi, nhưng luyện hóa lăng hàn thành dược, hiệu quả cũng giống như vậy, thậm chí càng tốt. Giết giết giết, bọn hắn nhìn chằm chằm vào lăng hàn, chỉ cần một mực dây dưa, bọn hắn sẽ giết chết được lăng hàn. Nhưng lăng hàn lại trầm mặc hiếm thấy, chỉ huy kiếm mà chém, không nói câu nào. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi, cốc hợp nghĩa cười lạnh, tuy trong chốc lát còn không có cách nào chứng kiến thắng lợi, nhưng hắn tin tưởng ngày đó không quá lâu. Bất kể là 10 ngày, hay một tháng, thậm chí nửa năm, trăm năm, hắn cũng kiên trì, mãi đến tự tay chém dụng lăng hàn mới thôi. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, tình thế của lăng hàn càng ngày càng ác liệt, sáu cường giả liên thủ thật đáng sợ, hơn nữa mỗi người đều biết tinh thần trùng kích, để cho lăng hàn vết thương trồng chất bất diệt chân dịch đã không đủ để chữa trị thương thế của hắn thương thế của hắn thật sự quá nặng để cho chiến lực của hắn trực tiếp ngã xuống đáy cốc lại thêm chút sức hắn sắp chống đỡ không nổi rồi phó vân hải hét lớn giết sáu cường giả đều hai mắt hiện hồng đúng lúc này trên người lăng hàn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế vô cùng cường đại như là biển động để cho sáu cường giả không khỏi hơi run dày không tốt thằng này muốn đột phá sắc mặt của Phó Vân Hải kịch biến. Làm sao có thể, ở dưới áp lực mạnh của chúng ta, hắn rõ ràng còn có cơ hội đột phá. Trong mắt của Ngưu Thương Ngọc trừng ra, làm sao bây giờ, Dung Văn Lâm hít một ngụm khí lạnh. Hiện tại Lăng Hàn cũng đã mãnh liệt như thế, một khi đột phá tầng 6, chiến lực tất nhiên cao hơn. Cốc hợp nghĩa cũng thật không ngờ Lăng Hàn dám như vậy, ở dưới 6 cường giả hợp kích rõ ràng còn rút ra một bộ phận tâm thần dùng để đột phá, cái này thật sự là cầm tánh mạng mạo hiểm A vô luận là thời gian đột phá hơi có sai lầm sẽ tổ hỏa nhập ma hay bị bọn hắn đánh trúng một kích vậy cũng là thương gân động cốt mà Lăng hàn lại làm như vậy hơn nữa thành công rồi nhưng cốc hợp nghĩa lập tức bình tĩnh nói không sao dù đột phá đến tầng 6, chiến lược của hắn cũng chỉ tăng lên gấp đôi mà thôi chúng ta vẫn có thể chấn áp tiên vương vừa mới đột phá cảnh giới bất ổn thực lực so với trước lúc đột phá xác thực sẽ có tăng lên rất lớn nhưng nhiều nhất tăng một lần đột phá cảnh giới ý nghĩa lớn nhất là cái gì? Mở ra con đường tiếp tục đi tới, để cho thực lực có thể tăng lên, không chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Đám người như Thương Ngọc tưởng tượng, đều gật đầu, bọn hắn ở trên chiến lược áp chế Lăng Hàn không chỉ gấp đôi, bởi vậy, dù Lăng Hàn đột phá đến tầng 6, chỉ cần chiến lược không phá tầng 9, bọn hắn vẫn có thể chịu đựng được. Trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, thiên kiếp tầng 6 của Lăng Hàn muốn vượt xa nữ hoàng, bởi vì hắn còn có thể thuật, cái này ở trên quy tắc. Loảng xoảng, một đạo thiểm điện đánh xuống, mang theo lực lượng diệt thế to lớn. Đám người Cốc Hợp Nghĩa vội vàng thối lui, bọn hắn cường thịnh trở lại cũng không dám đối chiến Thiên Kiếp, coi như là Cốc Hợp Nghĩa hiện tại cũng chỉ có nhượng bộ lui binh, Thiên Kiếp của nữ hoàng hắn dám tiếp, nhưng lăng Hàn lại không được. Cái kia thực là tìm chết. Phía dưới, tất cả mọi người trừng mắt, thật không ngờ sự tình sẽ có chuyển hướng lớn như vậy. Mắt thấy lăng Hàn sắp đổ, nhưng hắn lại đột nhiên đột phá, đến lúc đó Chiến lực của hắn nhất định sẽ có tăng lên, có thể chuyển bại thành thắng hay không? Không có khả năng, có người quả quyết lắc đầu, vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, chiến lực nhiều nhất tăng lên gấp đôi mà thôi, hoàn toàn không đủ để trấn áp đám người cốc hợp nghĩa. Hơn nữa, thiên kiếp này đáng sợ như thế, dù hắn có thể thành công vượt qua, tất nhiên cũng trả giá thật lớn, đến lúc đó lấy thân thể tàn tật tái chiến sáu cường giả, làm sao có phần thắng? Chương 2956, thiên kiếp tới. Muốn ta nói sau khi đột phá, phần thắng của người từ ngoài đến kia ngược lại càng nhỏ hơn. Phi, người từ bên ngoài đến lịch lãm rèn luyện đều đáng chết. Đây là quan điểm của người phản diện, nhưng cũng có người coi được lăng hàn. Yêu nghiệt giống như vậy không thể theo lẽ thường tới cân nhắc, người khác sau khi đột phá chỉ có thể tăng chiến lực lên gấp đôi, nói không chừng hắn không chỉ như vậy. Hơn nữa, nói không chừng trên người người ta còn có bí bảo gì. Ai thắng ai thua, phải đến lúc đó lại nhìn, thời điểm mọi người nghị luận nhau nhau thiên kiếp đã minh mông cuồn cuộn lao đến. Thiên kiếp chịu uy đến gần vô hạn tầng 9, nhưng không có vượt qua giới tuyến này, chính như cốc hợp nghĩa nói, tuy lăng hàn đột phá, nhưng chiến lực cũng chỉ tăng lên gấp đôi mà thôi, còn chưa đủ để đụng lấy cánh cửa tầng 9. Thấy một màn như vậy, đám người như thương ngọc, phó vân hải yên lòng. Bọn hắn kích động, chỉ cần lăng hàn vượt qua thiên kiếp, bọn hắn liền sẽ ra tay. Tình huống của lăng hàn rất không ổn, hắn ở dưới sáu cường giả vây công cũng đã thương thế rất nặng, Sắp chống đỡ không nổi, bây giờ Thiên Kiếp Trị Huy cũng không yếu hơn sáu cường giả liên thủ, để cho hắn thương càng thêm thương, gần muốn chết đi. Thiên Kiếp là không có người có thể chiến thắng, chỉ có thể chống đỡ, chống được Thiên Kiếp qua mà không chết, kia chính là thắng. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, lôi đình diệt thế không ngừng rơi, sau khi đạt tới độ cao như vậy, Lăng Hàn cũng không có cách nào dùng lôi đình chi lực để tôi thể, tiếp cận tầng 9A, có thể làm cho hắn vẫn lạc. Lăng Hàn cầm tiên ma kiếm, kịch chiến Thiên Kiếp một canh giờ, ba canh giờ, nửa ngày, thương thế trên người hắn càng ngày càng nặng, bất diệt chân dịch trải rộng toàn thân, lúc trước trong chiến đấu liền hết sạch, hiện tại hắn thực là sơn cùng thủy tận. Trên người hắn khắp nơi đều là miệng vết thương, bạch cốt rõ ràng có thể thấy được, tuy thiên kiếp sắp hết, sáu cường giả cũng đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất, uẫn nhướng đại chiêu, muốn cho Lăng Hàn một kích chí mạng. Càng ở trong tuyệt cảnh, Lăng Hàn ngược lại càng chấn định, chiến ý như lửa, hai mắt sáng ngời. Hiện tại hắn có thể an tâm đối kháng thiên kiếp, tuyệt không người nào dám đánh lén, nếu không chính là tự mình muốn chết, thiên kiếp của hắn lại lấy cảnh giới phóng đại, ngoại trừ thiên tôn không người có thể địch. 8 canh giờ, 10 canh giờ, 12 canh giờ. Một đạo thiên kiếp cuối cùng chậm chạp không rơi, tựa hồ tích xúc đại chiêu, cuối cùng, một tia chớp oanh ra, vô số tia chớp rậm rạp quấn quanh, phảng phất như thiên địa ra quyền. Một quyền này, tất cả mọi người run sợ thất sắc, chỉ cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, không tự chủ được nằm úp sấp trên mặt đất đây mới thực là thiên địa trị uy tất cả mọi người không thể tiếp nhận bọn hắn không phải đã thành tiên vương sao ngang hàng quy tắc lại có thể chấn nhiếp ở dưới thiên địa trị uy nếu có thiên tôn ở đây lập tức sẽ xì mũi coi thường quy tắc chỉ là thiên địa sáng tạo một bộ luật pháp nếu thiên địa không cần hoàn toàn có thể lập một bộ khác mà quy tắc bị đổi tiên vương lại tính là cái gì chứ cho nên tiên vương chỉ là ngang hàng quy tắc cùng thiên địa ha ha ngay cả thiên tôn cũng không có tư cách như vậy, ít nhất thiên tôn cấp thấp không thể nào làm được. Lang Hàn thét dài một tiếng, chủ động xuất kích, nhân kiếm hợp nhất phóng tới cự thủ kia. Bành, thế nhưng mà, tùy tiên ma kiếm vô kiên bất tồi, nhưng lần này lại thực đánh lên thiết bản, căn bản oanh không mở thiết quyền, cả người mang kiếm bị nghiền áp xuống, nặng nề đập xuống đất. Tư lôi điện tung tóe, phóng thích ra lực phá hoại khủng bố, cái quy tắc gì cũng bị chấn nát bấy. Hiện tại chỉ còn lại có lôi đình chi lực cuồng phá. Tất cả mọi người hoàn toàn nói không ra lời, đây mới thực sự là thiên địa trị uy a, à, mà ở dưới thiên kiếp như vậy, Lăng Hàn còn có thể sống sao? Chết rồi, nhất định là chết rồi, một kích cuối cùng kia dù là tầng 9 cũng trọng thương, huống chi là vừa mới đột phá tầng 6. Dù không chết cũng vô dụng, khẳng định thụ trọng thương, kế tiếp còn có 6 cường giả đang chờ hắn. Ân, như vậy xem ra hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở trong mọi người nghị luật, chỉ thấy nắm đấm kim sắc chậm rãi tiêu nhạt, nhưng lôi đình vẫn còn ở trên nắm tay không ngừng lưu truyền, giống như muốn chấn lang hàn thành mảnh vụn mới sẽ bỏ qua. Chọn vẹn nửa nén hương sau, nắm đấm kia mới biến mất, mây đen đầy trời cũng lập tức thu vào, biến mất, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Tất cả mọi người duỗi dài cổ, lang hàn còn sống không, hay ngay cả cho cũng nhìn không tới rồi. Ở đằng kia, có người đột nhiên chỉ về phía trước, trong một mảnh phế tích, chỉ thấy lang hàn đang chậm rãi từ trong mặt đất đi ra, dù mới vừa rồi bị lôi quyền chân áp, Hắn cũng y nguyên bảo trì tư thế đứng thẳng, hiện tại nắm đấm vừa đi, hắn liền trực tiếp bước ra. Oa, wow, chỉ là mới vừa vặn đi đến mặt đất, Lăng Hàn liền thổ huyết, huyết dịch lại là kim sắc, còn có thể chứng kiến phù văn nhảy lên. Cơ hội tốt, hắn trọng thương, ngay cả tinh huyết cũng phun ra. Cốc Hợp nghĩa cười ha ha, hét lớn một tiếng, xuất thủ trước. Năm người nghiêu Thương Ngọc vội vàng ra tay, bọn hắn phải tiêu diệt Lăng Hàn, bằng không thì đã đắc tội Lăng Hàn sâu như vậy, vạn nhất làm cho đối phương hòa hoãn qua đến lúc đó thu về tính sổ, bọn hắn không kháng cự được một yêu nghiệt như vậy. Chính như Khốc Hợp Nghĩa nói, lang Hàn bị thương thật sự quá nặng. Ở trong một kích cuối cùng của thiên kiếp, hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, nhưng một là lúc trước hắn đã tiêu hao quá lớn, thứ hai một quyền kia thời gian kéo quá dài, để cho hắn không thể không thiêu đốt tinh huyết tới duy trì bất diệt thiên kinh vận chuyển. Dù như thế, khí lực của hắn vẫn bị thiên kiếp oanh mở, cho nên mới phải nôn ra máu, bởi vì đang vận chuyển bất diệt thiên kinh, tinh huyết cũng có phủ văn của bất diệt thiên kinh đang nhảy nhót. Hiện tại hắn đã suy yếu đến cực hạn, chỉ sợ một tiên vương tầng 6 phổ thông cũng có thể oanh giết. Mà sáu đạo công kích vô cùng cường hoành lại đánh qua, làm sao bây giờ? Oanh, công kích tập đến, banh banh banh, từng đạo năng lượng nổ tung, toàn bộ hồ nước bị bốc hơi sạch sẽ, thậm chí khu vực phía dưới cũng san bằng, xuất hiện một hố to giống như biển cả. Không ít tiên vương tầng 6 không kịp tránh né, bị dư bao oanh thành bọt máu, vô số người bị thương chương 2957, nó mạnh hết đà. Một kích của sáu cường giả, khủng bố như vậy. Lăng Hàn, hẳn là bị chết triệt triệt để để đi à nha. Sáu cường giả căn bản không quan tâm những người khác, nhao nhao dùng ánh mắt tìm thi thể Lăng Hàn, nhưng lại không thu hoạch được gì. Không đúng, tuy công kích vừa rồi không phải tiểu tử kia có thể chống cự, nhưng lấy khí lực của hắn, cần phải có thi thể bảo tồn mới phải. Chẳng lẽ thiên kiếp quá mức lợi hại, đã phá hủy khí lực của hắn? Vậy thì thật là đáng tiếc, sáu cường giả đều nhíu mày, nếu như Lăng Hàn bị oanh giết thành cặn bã, vậy bọn họ chẳng khác gì đợi uổng công nhiều năm như vậy, toi công bận rộn một hồi, tự nhiên để cho bọn hắn không cam lòng. Nhất là cốc hợp nghĩa, hắn còn trông cậy vào huyền thanh lưu ba quả bước vào tầng 8, từ nay về sau có thể sánh vai tiên vương tầng 9, nhưng sắp thành lại bại, để cho hắn phát lên phiền muộn. Ô, giống như không để ý đến cái gì đó, các người đang tìm ta sao? Thanh âm của Lăng Hàn vang lên, hưu, Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn y nguyên toàn thân là thương, máu tươi đầm đìa, bạch cốt um tùm, nhưng thương thế không có tăng thêm. Cốc Hợp Nghĩa rốt cục nghĩ ra chỗ nào không đúng, bật thốt lên. Vừa rồi ngươi trốn vào không gian tiên khí, kỳ thật chân tướng vô cùng được đơn giản, sáu cường giả oanh ra một kích tuyệt sát, mà Lăng Hàn chỉ là vô cùng đơn giản tiến vào tiên khách cư, để cho tiên khí đi thừa nhận công kích. Tiên khí a, đây chính là tầng 9 trên đời cũng chỉ có chiến lược tầng 9 mới có thể phá hư tiên khí, bất quá không thể hủy diệt tiên kim, còn tầng 8 há có thể làm bị thương tiên khí. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, phối hợp hình ảnh đẫm máu hiện tại của hắn, nụ cười này lại làm cho người không rét mà run. Nên đến phiên ta đi à nha, hắn nói, cốc hợp nghĩa cưỡng ép chấn định lại, khẽ nói, dù cho ngươi tránh được một kiếp thì như thế nào, lấy trạng thái của ngươi bây giờ, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta. Đừng nói chúng ta có sáu người, dù chỉ một mình ta ra tay cũng có thể đơn giản chấn áp ngươi. Hiện tại trạng thái của Lăng Hàn quá kém, đột phá tầng 6 thì như thế nào, chiến lực không tăng còn giảm. Vậy sao, Lăng Hàn cười ha ha, oanh, khí thế trên người hắn như biển động điên cuồng phát ra. Làm sao có thể, sáu cường giả đều kinh ngạc đến ngây người, vì sao thực lực của Lăng Hàn vẫn còn tăng lên, còn nhanh như thế. Không có khả năng A, à, vững chắc cảnh giới cần từ từ, 100 vạn năm cũng chê ít, nhất là đã đến trình độ cao như vậy, có người dùng 10 tỷ năm cũng còn đang thích ứng, nắm giữ cảnh giới mới cũng không phải là không có khả năng. Người vừa đột phá liền vững chắc cảnh giới, tăng chiến lực lên gấp mấy lần, điều này sao có thể? Đó là, cốc hợp nghĩa mắt sắc, chăm chú vào một quyển trục trong tay trái lăng hàn, hắn bản năng ý thức được, đây là căn nguyên để cho thực lực của lăng hàn tăng vọt. Hắn xem một lúc, đột nhiên trên mặt động dung, hoảng sợ nói. Quyền trục vị diện, hắn là thiên kiêu của thiên hạ đệ nhất vũ viện, thậm chí là cự đầu gần 10 tỷ năm nay, nhận thức quyển trục vị diện cũng không kỳ quái. Cái gì quyển trục vị diện? năm người như thương ngọc nhau nhau hỏi, cốc hợp nghĩa nguyên bản không muốn giải thích, trong lòng hắn xem thường năm người này, có cảnh giới, nhưng chiến lược lại kém phát nổ. Nhưng ngẫm lại có lẽ còn phải dùng đến năm người này, liền nói. Mở ra quyển trục vị diện, liền có thể được lực lượng thiên địa quán chú, lập tức thành thiên tôn. Phốc, năm người như thương ngọc đồng thời phun ra, sau đó trợn mắt há hốc mồm, như ngu dại rồi. Bọn hắn xác thực kinh bạo, so sánh với huyền thanh lưu ba quả lại tính toán cái gì. Bọn hắn có được thì có hy vọng trùng kích tầng 9, nhưng quyển trục vị diện thì sao, có thể trực tiếp đưa người lên thiên tôn vị. Thiên tôn A, dù đối với tiên vương tầng 9 mà nói, đây đều là cao cao tại thượng, xa không thể chạm. Như thế nào, làm sao có thể, thế gian rõ ràng có thần vật như vậy. Điều hữu run giọng nói, bốn người nghiêu thương ngọc cũng tỏ vẻ không thể tin được, cái này chẳng phải phá vỡ hết thảy thiết luật võ đạo, căn bản không cần cố gắng, phấn đấu gì, một quyển trục liền để cho người trở thành thiên tôn. Không có hoàn mỹ cùng đơn giản như các người nghĩ đâu. Cốc hợp nghĩa lại giải thích, quyền trục vị diện chỉ có người thiên địa chọn chúng mới có thể mở ra, lập chứng quả vị. Bất quá, đây là lực lượng thiên địa ban cho, thiên địa cũng có thể tùy thời thu hồi, hơn nữa, vĩnh viễn cũng chỉ có thể cực hạn ở nhất bộ thiên tôn. Hóa ra như vậy, năm người như thương ngọc giờ mới hiểu được, nhưng nóng bỏng trong ánh mắt bọn hắn lại không giảm trái còn tăng. Bọn hắn cuối cùng biết rõ vì cái gì lăng hàn rõ ràng có được thần vật như vậy lại không sử dụng rồi, bởi vì hắn không phải là người được lựa chọn kia. Nói không chừng chính là mình thì sao? Tuy thiên tôn như vậy bị thiên địa khống chế, hơn nữa cũng không có khả năng dảo bước tiến lên nhị bộ, nhưng có thể thành tựu thiên tôn còn chưa đủ trâu bò sao? Còn có cái gì phải yêu cầu xa vời? Giết, bọn hắn đều không cần cốc hợp nghĩa nói, ai cũng nhao nhao đỏ mắt. Vì huyền thanh lưu ba quả, bọn hắn sẽ liều, nhưng tuyệt không dốc sức liều mạng, dù sao chỉ cần có bọn hắn đầy đủ thăng long đan cùng thời gian, thì sẽ có một ngày đột phá tầng 9. Nhưng thiên tôn vị liền không giống, đủ để cho bọn hắn không tiếc tánh mạng cũng đánh cược một lần. Cốc hợp nghĩa thấy thế, không khỏi lộ ra cười lạnh, hắn che giấu một tin tức trọng yếu, đó chính là nếu trong bọn họ có người được lựa chọn, quyển trục vị diện sẽ tự phát ra phản ứng. Hiện tại quyển trục vị diện như ngủ say, nói rõ bọn hắn cũng không phải người được chọn. Đối với cái này, hắn một chút cũng không thèm để ý, bởi vì dã tâm của hắn không ngừng ở nhất bộ thiên tôn, hơn nữa còn là nhất bộ thiên tôn bị thiên địa khống chế. Đời ta tu luyện, không phải vì một ngày có thể siêu thoát sao. Hắn sẽ không nói rõ, để mấy người này đi dốc sức liều mạng A, hắn cảm thấy trạng thái hiện tại của Lăng Hàn có chút quỷ dị. Hiu hiu hiu, năm người như thương ngọc nhau nhau xuất kích, công về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn dẫm trận tại chỗ trốn tránh, hắn bị thương quá mức lợi hại, đã vô lực vận chuyển quy tắc, cái này thuần túy là dùng lực lượng thân thể động. Mọi người tiếp tục, hắn chỉ là nỏ mạnh hết đà. chương 2958, phản kích bắt đầu. Năm người như thương ngọc kêu gào nói. Năm người như thương ngọc đều ra sức cướp công, cũng không có thúc giục gốc hợp nghĩa ra tay. Bọn hắn tự nhiên có ý định, chỉ cần oanh giết lăng hàn, lập tức cướp đoạt quyển trục vị diện, nếu như có thể được thiên địa tán thành, trùng kích vào thiên tôn vị, cái nhà tù này làm sao có thể vây khốn bọn hắn. Cốc hợp nghĩa không ra tay mới tốt, ít đi một đối thủ cạnh tranh cường đại nhất, hơn nữa hiện tại trạng thái của Lăng Hàn kém đến cực hạt năm người bọn hắn đủ để diệt sát. Lăng Hàn trái tay nắm quyền trục vị diện, không ngừng rút ra lực lượng trong đó, tay phải thì cầm tiên ma kiếm chém động, cho mình không gian xê dịch. Làm sao không chết, chiến một lúc, năm người như thương ngọc đều cảm thấy kỳ quái, trạng thái của Lăng Hàn hẳn là tùy thời sẽ ngã xuống, vì sao tính bền dẻo mạnh như vậy. Cốc hợp nghĩa cuối cùng giết ra, hắn ở một bên xem thật lâu, tự cho là nhìn ra một chút ít môn đạo. Hắn không biết dùng biện pháp gì, có thể phát huy ra một chút ít lực lượng của quyển trục vị diện, cho nên có thể một mực kiên trì. Toàn lực ra tay, chỉ cần để cho quyển trục vị diện tuột tay, hắn chính là thịt cá trên thất gỗ. Bị hắn nhắc nhở như vậy, năm người như Thương Ngọc đều trọng trấn tin tưởng, tiếp tục công kích. Sáu cường giả lần nữa triển khai thế công điên cuồng, hoàn toàn áp chế lăng hàn. Bọn hắn rõ ràng chiếm được ưu thế tuyệt đối, nhưng không cách nào biến ưu thế thành thắng thế, trong mắt bọn hắn, Lăng Hàn quá ương ngạnh rồi, mặc cho bọn hắn oanh kích, chỉ cần lực lượng vừa lui, liền khôi phục nguyên trạng, như thế nào cũng diệt không được. "Tiểu tử, làm gì để cho mình chịu nhiều đau khổ?" Bọn hắn đã bắt đầu thế công tâm lý, "Ngươi nhất định sẽ chết, sao không chết một cách thống khoái? Ngươi bị thương nặng như vậy, không có khả năng trở mình được." Nhưng Lăng Hàn lại bất phi sở động, cặp mắt của hắn buông xuống, không cho sáu người chứng kiến sát cơ trong ánh mắt hắn. "Gian ngoan mất linh." dù giết đến tận 100 năm, cũng phải diệt tiểu tử này. Có bảo vật như quyển trục vị diện hấp dẫn, năm người như thương ngọc làm sao có thể bỏ dở nửa chừng, cái này cũng đủ để cho người dốc sức liều mạng, huống chi bọn hắn còn nhận lấy hắc khí ảnh hưởng, tự nhiên càng thêm biên cuồng. Chiến chiến chiến, bọn họ đều lấy ra bản lĩnh mạnh nhất, đối với lăng hàn cuồng oanh loạn tạc. Thời gian lặng yên mà qua, chính như bọn hắn nói, gần một năm đi qua, sau đó lại là một năm, 10 năm, 30 năm. Chẳng những qua đủ một trăm năm, hơn nữa vẫn chưa kết thúc. Đối với Tiên Vương tầng 8 mà nói, liên tục chiến đấu mấy vạn năm cũng là chút lòng thành, nhưng đối thủ ương ngạnh như thế, không chịu ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, cũng làm cho bọn hắn phát lên một loại bất đắc dĩ cùng hàn ý. Người trẻ tuổi này thật sự là quá kinh khủng, nếu thật để cho hắn vững chắc cảnh giới, trong tầng 8 còn có người có thể tổn thương hắn sao? Mà càng như thế, bọn hắn lại càng muốn giết Lăng Hàn, chưa trừ diệt cái đinh trong mắt này, bọn hắn không thể an tâm, huống chi còn có quyền trục vị diện 100 năm, 150 năm, 170 năm. Lăng Hàn đột nhiên ngừng lại, không hề trốn tránh. Ha ha, rốt cuộc nhận mệnh sao? Phó Vân Hải cười to, thân hình phi ra, một quyền trực tiếp oanh lên trán Lăng Hàn, tay trái thì hóa thành chảo, chộp về phía quyền trục vị diện. Sát nhân, đoạt bảo, công tác liên tục, chỉ cần lấy được quyền trục vị diện là hắn có thể lập tức thành thiên tôn, đến lúc đó có thể quét ngang toàn bộ tiên vương mộ địa, không có điều cố kỵ. Đương nhiên, Hắn không cân nhắc mình có khả năng không phải là thiên mệnh chi nhân chút nào. Hắn tự tuyệt khả năng như vậy. Một quyền oanh đến, khóe miệng của Phó Vân Hải tươi cười, thành công sắp tới. Mới đầu đám người nghiêu thương Ngọc còn tưởng rằng đây là Lăng Hàn cố ý, nhưng mắt thấy một quyền này sắp oanh chúng, Lăng Hàn lại không có khả năng trốn tránh, không khỏi hối hận, xem ra Lăng Hàn thực sự buông tha rồi. Bọn hắn vội vàng phi ra, dù chậm một bước, cũng phải cướp đoạt quyển trục vị diện. Bành, Lăng Hàn bỗng nhiên ra quyền, trong nháy mắt này, hắn không khống chế lực lượng trong cơ thể, oanh, lực lượng bàng bạc như biển động, vô cùng mãnh liệt. Hắn phát sau mà tới trước, đây là đặc điểm của thể thuật, sức bật quá mạnh mẽ, trong biểu lộ khiếp sợ đến không thể tin được của Phó Vân Hải, một quyền đập vào trên mặt hắn, phốc, nắm đấm đi vào, sau đó theo sau ót phá ra. Cái gì hộ thể nguyên thuẫn, căn bản không chịu nổi một kích. Phó Vân Hải ngay cả giấy rùa cũng không có, thức hải bị oanh bạo, cái kia chính là chết. Tứ chi hắn sụi lơ, cả người treo ở trên tay lăng hàn. Ngoá, 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 bốn người nghiêu thương ngọc sợ tới mặt đều tái rồi, nào còn dám ra tay, dốc sức liều mạng phanh lại, nhưng lúc trước bọn hắn vì cướp đoạt quyển trục vị diện mà phía sau tiếp trước, ai cũng liều mạng xong, e sợ cho lạc hậu hơn người, lúc này làm sao ngừng. Trang diện này rất buồn cười, tứ đại cường giả đều phóng về phía lăng hàn, nhưng cả đám trên mặt tràn đầy sợ hãi, hai tay hai chân liều mạng giẫm muốn phanh lại. Nhưng không ai cười được, vì bọn họ đều thấy được hình ảnh phó vân hải bị một kích đánh bạo cái này để cho tâm linh của bọn hắn rung động đến bây giờ còn không có hoàn hồn bành 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 lăng hàn ra liên tục bốn quyền nhào nhào đánh bay bốn người như thương ngọc khá tốt bọn hắn toàn lực phòng ngự không giống phó vân hải không chịu nổi một kích chỉ liên tục thổ huyết nhưng không có bị đánh bạo cốc hợp nghĩa cũng im bặt mà dừng mặt mũi hắn tràn đầy kinh ngạc thực không cách nào tiếp nhận lăng hàn đột nhiên sẽ trở nên mạnh như vậy người một mực ẩn nhẫn chính là muốn một lần hành động bộc phát. Hắn trầm giọng hỏi, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, vẫn là người này tương đối thông minh, đoán được ý nghĩ của hắn. Hắn rút ra lực lượng của quyển trục vị diệt, lực lượng tăng lên là dựng xào thấy bóng, nhưng nếu hắn dùng ra, sáu người này thấy tình thế không ổn nhất định sẽ chạy, vậy hắn nhiều lắm chính là giết chết một hai người trong đó, mà không có cách nào toàn diệt. Cho nên, hắn dứt khoát nhẫn, đè xuống lực lượng tăng lên không sử dụng, cho đến giờ phút này mới bạo phát ra. Ngươi muốn một mẻ hốt gọn chúng ta, cốc hợp nghĩa nói, âm thanh có chút xung động, hắn chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Lang Hàn vỗ tay, không tệ, chương 2959, bị đùa nghịch thảm rồi, một. Hắn hất tay, thi thể của Phó Vân Hải lập tức bị hắn ném ra ngoài, bành, như chó chết nằm trên mặt đất. Cốc hợp nghĩa hít một ngụm khí lạnh, điều hữu lau mồ hôi lạnh, như thương ngọc chỉ cảm thấy hai chân run rẩy, trái tim của tiết thành bạch bỗng nhiên co rút lại. Người trước mặt này thật là đáng sợ, vì một mẻ hốt gọn bọn chúng, cư nhiên ẩn nhẫn như thế, chẳng lẽ không sợ một sai lầm bị bọn hắn phản giết sao? Nhưng đối phương đã thành công, hiện tại, đến phiên bọn hắn muốn xui xẻo, chạy, ánh mắt của bọn họ đều lập loè, nhưng không có một cái nào động, bởi vì ai động trước người đó liền nhất định sẽ trở thành đối tượng đả kích của Lăng Hàn, cái kia chỉ có một con đường chết, chế tạo cơ hội đào tẩu cho những người còn lại. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đưa tay qua qua quyển trục vị diện nói. Các ngươi muốn không, như thương ngọc, Dùng văn lâm, Tiết Thành Bạch lập tức lắc đầu, nhưng điều hữu lại không cam lòng bị Lăng Hàn trêu đùa như vậy, hoặc là nói cốt khí của hắn cứng hơn một chút. Muốn thì như thế nào, người cam lòng cho sao? Cho a, à, Lăng Hàn giơ tay lên, thực sự ném quyển trục vị diện qua. Điều hữu vô ý thức tiếp, mãi đến khi quyển trục vị diện rơi xuống trong tay, hắn mới phản ứng qua, lập tức bị kinh hỉ tràn ngập, hoàn toàn nói không ra lời. Cái này, cái này, cái này, tại sao có thể có sự tình tốt như vậy, đại não của Lăng Hàn cháy hỏng sao. Thấy một màn như vậy, ba người như thương ngọc hận không thể đập chết mình, vì cái gì bọn hắn không gật đầu. Ngay cả cốc hợp nghĩa cũng vô cùng kỳ quái, Lăng Hàn đây là ý gì? Nhưng hắn lập tức giật mình, căn bản không có người mở được quyển trục vị diện, Lăng Hàn đây là ra vẻ hào phóng, đùa nghịch người mà thôi. Điều hữu ngơ ngác một chút, vội vàng duỗi tay đi mở quyển trục vị diện, chỉ cần hắn có thể mở ra quyển trục, hắn liền một bước lên trời, trở thành người cường đại nhất của toàn bộ tiên vương mộ địa. Thậm chí, dù đi ra ngoài, lấy thực lực của hắn cũng có thể không kiêng nể gì cả. Thiên tôn thoát quy tắc, ba người nghiêu thương ngọc hối hận lấy muộn, ra tay cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hai tay của điêu hữu có chút run rẩy, cái quyển trục vị diện này cơ hồ không có sức nặng, mà hắn lại cảm giác nặng như núi cao, trái tim sắc từ trong cổ họng nhảy ra. Hắn kích động đến tột đỉnh, ngón tay khẽ động, quyển trục vị diện rõ ràng. Mở ra rồi mở ra tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ bọn hắn sắp nhìn thấy một kỳ thích hư một vị thiên tôn ở trước mặt bọn họ sinh ra đời từ nay về sau ngạo lâm tuyệt thế dựa vào tại sao sự tình tốt như vậy không có rơi xuống đầu mình không chỉ ba người như thương ngọc tiên vương phía dưới cũng tâm tình phức tạp hận không thể nhìn lăng hàn giống vì cái gì không cho bọn hắn quyển trục vị diện ngay cả cốc hợp nghĩa cũng cực kỳ khó hiểu ở hắn nghĩ đến lăng hàn làm sao cũng không phải là người như thế a à dù hắn mở không ra quyển trục vị diện cũng không có đạo lý vô duyên vô cớ tặng người a hơn nữa điêu hữu sao có thể mở ra quyển trục vị diện cái này quá không bình thường ha 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 các phàm nhân đều thần phục ở trước mặt bản tôn a Điều hữu hoàn toàn mở ra quyển trục vị diện hắn mở rộng hai tay nhắm hai mắt một bộ hình ảnh vô cùng say mê một khi mở ra quyển trục vị diện hắn có thể đạt được thiên địa ban ân coi như là lại người bình thường cũng có thể lập tức thành thiên tôn bởi vì đây là lực lượng thiên địa, lực lượng một vị diện gia trì, muốn cho ai một bước lên trời đều được. Hắn qua đắc ý, ánh mắt đảo qua, mang theo khinh thường, mang theo bế nghế, hắn không để những người này vào mắt, này cùng hắn đã không phải một cấp độ rồi, nhỏ bé như con kiến. Điều hữu lạnh nhạt nhìn lăng hàn nói, niệm tình người dân tặng có công, bản tôn liền tha cho người khỏi chết. Quỳ xuống, thần phục bản tôn, tiểu nhân đắc trí A, lăng hàn cười nhạo, người choáng váng sao lớn mật, điêu hữu cười lạnh, đưa tay đánh về phía lăng hàn, ở trước mặt thiên tôn, loại tiểu nhân vật này cũng dám làm càn. Thật sự là không biết kính sợ, lăng hàn lắc đầu, một quyền oanh ra, bành, điêu hữu lập tức bị oanh bay, đập lấy một ngọn núi, dưới lực lượng phản kích, ngọn sơn phong này nứt vỡ, tan rã. bất quả điêu hữu cũng ngừng lại. Làm sao có thể, điêu hữu lung la lung lay bay lên trời, hắn đã trở thành thiên tôn rồi, rõ ràng không phải đối thủ của lăng hàn. Ba người nghiêu thương Ngọc đều nhịn không được lắc đầu, bọn hắn thấy rõ ràng, điều hữu vẫn là điều hữu kia, thực lực há có một chút tăng lên. Cái quyển trục vị diện gì kia, căn bản chính là giả. Cốc hợp nghĩa lại không nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, bật thốt lên. Ta hiểu được, vì cái gì thể thuật của ngươi sẽ cường đại như vậy, là vì ngươi hấp thu lực lượng trong quyển trục vị diện. Cái gì, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không phải chính bản thân hắn nói ư. Chỉ có người được chọn mới có thể mở quyển trục vị diệt, những người khác, ngay cả Tiên Vương tầng 9 cũng không thể mở, bằng không mà nói, lực lượng thiên địa không khỏi cũng quá không đáng giá. Lăng Hàn có thể rút ra lực lượng của quyển trục vị diệt, đây không phải đầm rồng hang hổ sao? Nhưng cái suy đoán này lại rất hợp lý, thể thuật của Lăng Hàn mạnh thật sự là đột phá chân trời rồi. Lăng Hàn gật đầu, không thể không nói, chỉ số thông minh của ngươi thật đúng là không thấp. Năng lượng trong quyển trục vị diện này, đã bị ngươi rút ra hết. Cốc hợp nghĩa lại nói, bằng không mà nói, người tuyệt sẽ không ném cho người khác. Không sai, lang Hàn không có phủ nhận, bằng không thì hắn muốn trêu đùa đám người cốc hợp nghĩa, cũng sẽ không cầm quyền trục vị diện ra nói giỡn, vạn nhất trong bọn hắn thực sự có thiên tuyển chi nhân thì sao? Điều hữu tự nhiên cũng nghe vào tai, sắc mặt không khỏi đỏ thấm. Đường đường tiên vương tầng 8, rõ ràng bị đùa nghịch giống như hầu tử. Toàn thân hắn run rẩy, thiệt thòi mới vừa rồi hắn còn hưng phấn như vậy, còn đắc ý như vậy, Giống như đã nhận được một côi bảo tuyệt thế, kết quả căn bản chính là bị đùa nghịch. Hắn như tên hề, ở trước mặt mọi người biểu diễn trò hề, thể diện gì cũng ném đến chân trời. Hắn náo, hắn hận, hắn muốn giết người, nhưng động tác của Điêu Hữu lại ai cũng không ngờ, hắn quay người, nhanh chóng chạy, muốn bỏ trốn mất dạng.